chương 11. 4.2 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 12 tháng vũ rất ít hạ lớn như vậy, theo buổi sáng đến buổi tối, giống chuỗi ngọc bị đứt đùng đùng gõ ở thiết bằng thường, từ phong công ty tọa lạc tại thành thị khu công nghiệp bên trong, chiếm rất lớn, một nửa là ký túc xá, một nửa kia là nhà xưởng. Nhà xưởng là cái dựng thiết bằng, mỗi lần chỉ cần một chút vũ, hạt mưa đánh vào thiết bằng, chính là kinh thiên động địa nổ, không biết còn tưởng rằng bên ngoài là khuynh thành mưa to. Từ phong đang nhìn công nhân làm cuối cùng một đạo chất kiểm, hắn cầm lấy một cái plastic xếp gỗ, này là bọn hắn sang tân nghiên vọng lại, bỏ thêm quan điện tân kỹ thuật xếp gỗ, có thể kích phát nhi đồng hứng thú cùng trí lực, hắn cùng làm chất kiểm thẩm công nói. Gần nhất tăng ca vất vả. Thẩm công là cái 35 tuổi có kinh nghiệm chất kiểm nữ công nhân. Tuổi nghề có 17-18 năm, bọn họ công ty rất trẻ trung, đến phần lớn là vừa tốt nghiệp thuộc khóa này sinh, số ít vài cái có kinh nghiệm công nhân là hắn theo khác công ty lấy xính tới được. Thẩm công cười ngưỡng mặt nói. Từ tổng, họp xong. Từ phong cười, đi qua xem khác công nhân công tác, ngẫu nhiên nói một câu vất vả. Thẩm công một bên công tác, vừa cùng cách vách công nhân nói. Hôm nay mưa ghê gớm thật a, à, nữ nhi của ta vừa đến đổ mưa thiên liền sợ hãi, muốn ta ôm, lớn như vậy cá nhân còn giống cái tiểu hài tử từ phong đi đến thiết bàn ngoại bên trong nghe là đùng đùng rung động ra bên ngoài vừa thấy cũng thật là khuynh thành mưa to xa xa bị vũ kiêu trắng xóa thấy không rõ cảnh sắc hắn quay đầu hướng trên bàn lấy cái chất kiểm không quá quan kỳ thực chỉ là bề ngoài có chút tiểu không trọn vẹn thanh quan xếp gỗ tính toán về nhà đưa cho từ ngọc hằng cùng thẩm công nói một tiếng thẩm công hướng hắn so cái ok thủ thế tiếp tục cùng bên cạnh công nhân tán gẫu. Từ phong xuyên qua thiết bằng, đi đến chỗ làm việc vực, lần trước cùng hắn một chỗ ở bữa đi uống rượu phòng thiết kế quản lý lâm bàn theo kịp. Lâm bàn có chút béo, đuổi theo hắn có chút mệt, thở hổn hển nói. Ta tận lực, thức đêm, ba ngày ba đêm, lại không đi ta liền hột máu bỏ mình. Từ phong cúi đầu cười, bọn họ đều đi rồi. Bọn họ là một đám vừa tốt nghiệp sinh viên. Còn chưa có. Lâm Bàng nói, người trẻ tuổi phải hảo hảo hầm, dù sao ta cũng là như vậy bị người hầm xuất ra. Bổ thượng một câu. Bọn họ trụ bên này không có quan hệ, không giống chúng ta còn phải lái xe trở về. Từ Phong nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ vũ, làm cho bọn họ cũng sớm một chút trở về. Hắn mở ra di động, bắt đầu xem tin tức. Có mấy cái liên hệ nhân phát gửi thư tức, hắn từng cái từng cái xem. Nhìn đến đường mật thời điểm, không thấy nhảy đi qua lâm bàng nói hảo nhìn thoáng qua từ phong người cái kia hôn còn kết không kết kết lâm bàng cứng lại cảm giác từ tổng nói kết hôn liền cùng uống nước sôi giống nhau lần trước cái kia đường da ca ca đều tìm tới cửa đến nói muốn hắn muội muội cùng hắn giải trừ hôn ước từ tổng đáp án cũng là tương đối tàn rỡ hắn lúc đó nói giải trừ liền giải trừ dù sao ta cũng đặt phiền kết hôn vẫn là cái kia cô nương. Lâm bàn hỏi. Không phải là. Ai? Họ đường. Đường mật tin tức là cuối cùng một cái bị từ phong mở ra. Nàng nói, ca ca, Ngọc Hằng tìm đến mẹ hắn, thực xin lỗi, ta đem hắn xem đã đánh mất. Gọi cái gì? Lâm bàn sóng vai cùng hắn đi tới hỏi. Từ phong mày kiếm ninh thâm, mở ra thứ hai điều giọng nói, ca ca, thực xin lỗi, Ngọc Hằng hắn làm mất, ta tìm không thấy hắn, khả năng hắn tiến rừng cây. Gọi cái gì? Lâm Bàn bào căng rốt cuộc hỏi. Câm miệng. Lâm Bàn đem hắn làm cho nghe không rõ giọng nói, từ phong đi đến một bên cửa sổ nghe giọng nói. Cửa sổ đối diện một viên lão cây đa, cây đa thô chi cũng bị mưa to áp loan, xa xa triệt để phân không rõ thiên cùng giao giới. Hắn mở ra đường mật phát đến định vị, mi ninh càng sâu, đó là một thật xa xôi địa chỉ, dựa theo hướng dẫn lộ tuyến, cần xuyên qua thành thị thân cây, xuyên qua quốc lộ, còn muốn xuyên qua rừng rậm. Này thời tiết là không có khả năng khai tiến rừng cây, hắn chỉ có thể hạ quốc lộ khai thành trấn tiểu đạo, đường nhỏ hướng dẫn không có quy hoạch, chỉ có thể vừa lái một bên tìm lộ. Sách trời đã triệt để ngầm hạ đến, từ phong đào chìa khóa xe liền hướng công ty bên ngoài đi. Phía sau là lâm bàn tiếng nói. Ôi, từ tổng, thế nào nói đi là đi đâu phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao hắn nói còn chưa dứt lời từ tổng đã nhảy vào trong mưa lâm bàng nói thầm nói tới nghe một chút như vậy keo kiệt hắn quay đầu đi điều diễn trước sân khấu tiểu cô nương lâm lâm a nghe nói ngươi lại tìm bạn trai lo lắng một chút ta đi tận thế ta liền lo lắng ngươi lâm công lâm lâm cười nói thế nào còn không tan tầm đâu. Hôm nay không phải là ngoại lệ sao. Trước sân khấu tiểu cô nương đối với gương mặt son môi, mưa to thiên. Nàng hát. Một trận mưa đem ta vây ở chỗ này, vũ thế yếu bớt, từ phong xuyên qua quốc lộ tận cùng, tìm được xuất khẩu, xuống xe mua bình thủy, hỏi tiểu thương hộ sau một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, dọc theo thành trấn đường nhỏ khai, rất nhanh sẽ tìm được đường mật định vị địa chỉ. Là từ Ngọc Hằng mẹ địa chỉ, hắn đã từng nghe Gia Gia nhắc tới quá. Từ Ngọc Hằng nơi nào cũng chưa đi, hắn liền tránh ở mẹ hắn ngoài phòng góc tường, run run, không ai phát hiện hắn. Từ Phong đứng ở cửa khẩu một hồi, xoay người muốn lúc đi, rớt cái đầu, đi đến góc tường, liền phát hiện vẻ mặt quán hận đệ đệ. Từ Ngọc Hằng mỗi lần gặp chuyện không vui tình liền tránh ở góc tường. Thân ca ca vô cùng hiểu biết hắn. Khả Từ Phong không biết đường mật, không biết nàng đi chạy đi đâu, điện thoại đã là thất liên trạng thái hắn đem từ ngọc hằng đưa trấn trên duy nhất khách sạn mở phòng đem cửa khóa lên cảnh cáo hắn đừng chạy loạn từ ngọc hằng lệ khí rất lớn từ phong tưởng tấu hắn không xuống tay nói đường mật đi trong rừng cây tìm ngươi hiện đang mưa ngươi hội hại chết nàng đường mật sẽ không chết từ ngọc hằng ngữ khí đang run không phải là ta hại chết nàng nàng nếu đã chết chính là ngươi làm hại từ ngọc hằng chậm rãi ngây dại này thời khắc hắn quên mất bản thân bị mẹ vứt bỏ khổ sở hắn lăng lăng đứng hắn không biết như thế nào hình dung này cảm giác hắn còn không có cảm thụ qua tử vong tử là cái gì hắn hỏi hắn ca ca hắn ca ca tự cấp hắn thoát bị xối quần áo biến mất triệt để sẽ không tái xuất hiện không cần hắn mạnh đẩy ra hắn ca ca từ phong bị hắn bước lui, nhìn hắn, không cần, không muốn cái gì. Ta muốn đường mật trở về. Từ Ngọc Hằng sợ hãi ở đáy mắt lưu chuyển. Từ phong chỉ vào hắn, ngươi hảo hảo cho ta tại đây đợi. Hắn mở cửa phòng muốn đi tìm đường mật. Từ Ngọc Hằng chảy lệ mở cửa, ở hắn ca ca phía sau kêu. Ca ca, ngươi muốn đem nàng tìm trở về, ta đem ta sở hữu tiền đều cho ngươi. Từ phong quay đầu nhìn hắn hắn lập tức lau quệt nước mắt. Chỉ vào cửa. Đi vào. Từ phong mở ra đường mật phát đến cuối cùng một cái giọng nói, nàng nói, hoài nghi Ngọc Hằng trốn vào trong rừng cây nàng muốn lái xe vào tìm hắn. Ngốc không ngốc. Từ phong chống đầu, rơi xuống mưa to còn muốn tiến rừng rậm. Theo nào đó trình độ xem, toán học 12 phút từ Ngọc Hằng muốn so cao sổ mãn phân đường mật thông minh nhiều lắm. Hắn lái xe tử, quốc lộ phương xa trắng xóa, phân không rõ thiên cùng khoảng cách hắn ở cự cách rừng cây nhập khẩu chỉ có mấy thước xa thời điểm xe thả neo ngoài ý muốn quả thực là không chỗ không ở hắn theo trong xe xuất ra mưa to không ngừng hạ hắn đưa tay đón xe đổ mưa thiên mọi người đều vội vã về nhà không ai vì hắn lưu lại hắn chỉ có thể một bên tìm người đến xe tải một bên kêu lâm bàn lái xe đi lại hỗ trợ lâm bàn chạy đến một nửa gọi điện thoại nói vũ quá lớn khi địa phương quá xa, tới không được, lạc đường đều, sợ bản thân sẽ chết ở giữa đường. Từ phong treo điện thoại. Thời gian càng tha càng lâu, hắn chỉ có thể cùng phụ cận mô tô tiệm sửa chữa mượn mô tô, tính toán mở ra mô tô tiến rừng cây. Khi chủ quán nói với hắn phải cẩn thận chú ý an toàn, cho hắn một cái mũ giáp, nói vào bên trong xe thường thường bị thụ tạp. Ra đi phía trước từ phong cùng đối phương mượn một phen mỏ nhọn chú ý, đối phương dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn thật lâu, từ phong cho hắn 50. Từ phong cưỡi mô tô hướng trong rừng cây đầu khai, bên trong không có quang, chỉ có thể dựa vào mô tô xa quang đăng chiếu sáng, khoảng tốc đi phía trước thử mở 20 phút, thăm dò địa thế sau, bắt đầu gia tốc, hơn 10 phút sau, loáng thoáng nhìn đến mỏng manh đăng, đường mật lái xe đăng, đây là xin giúp đỡ tín hiệu. Hắn khai mô tô đến nàng bên cạnh xe, vũ còn tại hạ, của nàng cửa xe khóa, nàng cuộn mình tư thế ngồi ở chủ điều khiển. Đường mật mắt mưa ngủ trôi qua, hắn thế nào gõ cửa nàng đều không có đáp lại. Hắn lấy chù y tử tạp bên kia cửa sổ xe, phát hiện này trên đường, Ben còn rất nại tạp, không có thể đập nát cửa sổ xe, đường mật nhưng là chậm rãi mở to mắt, nàng mở cửa xe, mơ mơ màng màng xem từ phong, phản phất một giây sau lại hội ngủ đi qua. Từ phong vỗ vỗ mặt nàng, đem nàng ôm đến chỗ kế tay lái hảo, hắn ngồi vào trong xe, Thử phát động ô tô, khai không xong. Ca ca. Đường mật ngửa đầu nhìn hắn đang sờ của nàng xe, ta là nằm mơ đi. Đúng, nằm mơ, mộng tưởng hảo huyền. Hắn cuối cùng một lần phát động ô tô, không được. Ta chỉ biết ta đang nằm mơ, làm sao ngươi sẽ đến đâu. a, à, ngươi nói một chút, đều làm cái gì mộng. Mộng biển lớn, rất nhiều ngư, có một cái biến thành ca ca mặt. Mỹ nhân ngư, hi đó là giết người ngư. Từ phong cái trán còn nhỏ nước, giọt nước mưa vào hắn trong ánh mắt. Đường mật xem hắn trong mắt thủy, nở nụ cười. Hắn đưa tay hướng nàng trên trán một chút, thật nóng. Thiêu hồ đồ. Chạy nhanh mang nàng trở về. Bọn họ không có ô tô, chỉ có thể khai mô tô. Hắn làm cho nàng ngồi lên, mô tô khai ra đi, lại là một đường vũ, không có áo mưa, hắn đem bản thân áo khoác thoát, bao ở trên đầu nàng, trên người, ngồi ổn, đừng ngã xuống, ngã xuống chính là vạn trượng vực sâu. Không phải, rõ ràng là lộ. Ngươi ngã xuống cút vài vòng đến đường cái có phải là chính là vạn trượng vực sâu? Không phải. Là bình lộ. Ân, đốt thành như vậy còn có thể cùng hắn sạch. Từ phong không nói với nàng nói. Nàng liền lập tức không cùng hắn sạch, nói. Ca ca, ta đây ôm chặt một điểm nga ân ta đang ngủ đang ngủ ngươi còn có thể nói chuyện nàng ông của hắn thắt lưng cảm giác bản thân thật là đang ngủ đến khách sạn liền mở phòng nàng toàn thân ướt sũng tóc cũng là ướt sũng chủ tiệm là cái nam ngay cả cái nữ nhân viên cửa hàng đều không có từ phong đem từ ngọc hằng đuổi đi ra ngoài tự mình cho nàng thay quần áo là khách sạn dục bào cũng không biết sạch sẽ hay không lúc này cũng mua không được quần áo một bên cho nàng đổi một bên nói với nàng ngươi chấp nhận một điểm đừng chọn dịch đã biết ca ca chỉ có thể làm được như vậy sau đó tay hắn đụng phải cái gì cùng nàng nói xin lỗi hắn nghe được nàng nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nói ca ca không quan hệ nàng còn tại phát sốt chung quanh không có tiệm thuốc từ phong từ trong phòng xuất ra tìm chủ tiệm hỗ trợ chủ tiệm nói có thể cùng hắn mua tam cửu cảm mạo linh một bao mười khối. Từ phong nói, ngươi không bằng đến đoạt. Chủ tiệm, ta liền là, ngươi rốt cuộc muốn hay không? Đó là lão bà ngươi. Tình nhân, chúng ta này chuyên giữ người giàu có tình nhân. Từ phong không trả lời hắn, cuối cùng cho hắn ngủ khối. Trở về phòng vọt một bao cảm mạo linh cho nàng uống xong. Nàng uống xong, liền triệt để đang ngủ. Từ phong ngồi trên sofa, xem quan hạ chính mình tay, hắn vừa rồi đều đụng tới cái gì? Nhìn đến cái gì? Quá mệt, không nghĩ. Tác giả. Nhắn lại việc. Hôm nay có hồng bao nện xuống đến. Mặt dễ thương. Chương 12. 4.3 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày thứ hai rời giường, đường mật nhìn đến ca ca ở trên sofa ngủ nàng tóc dính dính, vào phòng tắm gội đầu phát, lúc đi ra, từ phong liền đứng ở cửa khẩu xem nàng. Ngươi phát sốt đâu, còn gội đầu. Từ phong tiếng nói ám trầm, không vui. Ca ca, đầu ta phát thật ngứa. Thật ngứa cũng không cho tẩy. Ngô, kia làm sao bây giờ? Ta đều tẩy sạch. Hắn đem khăn lông cái ở trên đầu nàng, lau khô. Hắn mở cửa đi ra ngoài cùng chủ tiệm mượn máy sấy. Chủ tiệm nói, đòi tiền. Từ Phong tưởng tấu hắn, hắn lập tức sửa miệng, dùng hoàng lập tức hoàn trả đến. Vào cửa, đã quên đóng cửa, nàng ngồi ở cửa sổ hạ trúng gió, hắn đi qua, đem cửa sổ đóng, máy sấy cắm xuống, cho nàng sấy tóc. Hắn hiển nhiên là có làm cho người ta thổi qua tóc kinh nghiệm, đem nàng tóc lung tung bóc một trận, giống cái điểu xào giống nhau tả phiên hữu dảo. Ca ca ngươi trước kia cho người khác thổi qua tóc. Thổi qua, cấp từ Ngọc Hằng cái kia vô liêm sỉ. Hắn sấy tóc động tác ngừng một chút, nói lên từ Ngọc Hằng này vô liêm sỉ, hắn còn ở trong phòng ngủ ngon. Đường mật mặt nóng nóng, không biết là vì máy sấy tóc nóng, còn là vì trên người hắn hương khí, mang theo nóng bỏng nội tiết tố. Nàng sắp đem mặt dán tại trên người hắn, hắn còn chấp nhất cho đem nàng cuối cùng một cái tóc sấy khô mới bỏ qua, bào đến cuối cùng phương tóc hai người còn kém ôm ở cùng một chỗ môn đã bị triệt để mở ra vào cửa là lam phi đường quốc vinh đường đằng vũ tỷ ngươi không sao chứ đường đằng vũ tiến lên khẩn trương xem nàng làm ta sợ muốn chết gia gia cùng từ ngọc hằng cũng đi theo vào cửa từ ngọc hằng nơm nớp lo sợ tránh ở gia gia phía sau nguyên lai like, từ ngọc hằng tối hôm qua cho rằng đường mật sắp chết cùng đường hắn khóc dùng khách sạn khách phòng điện thoại cùng Gia Gia nói. Gia Gia, đường mật sắp chết, nàng ở trong rừng cây bị thụ tạp đã chết. Hắn đứt quảng khóc, lão gia tử nghe được chưa hiểu rõ hết, đánh từ phong điện thoại đánh không thông. Gia Gia gọi người nhất ra mới biết được điện thoại là nơi này khách sạn. Sinh tử sự đại, hắn lập tức liên hệ đường gia nhân, sáng sớm liền lái xe đi lại, còn tưởng rằng là muốn đến nhặt xác. Không nghĩ tới còn sống sờ sờ, Gia Gia nhìn đến đường mật êm đẹp ngồi, lão lệ liền dũng xuống dưới, đánh từ ngọc hàng đầu một chút, ngươi này xú tiểu tử, hảo hảo, nói như thế nào đường mật đã chết. Ngươi muốn hù chết ta sao? Là ca ca nói, đường mật bị ta hại chết. Từ ngọc hàng ngữ khí thật sợ hãi. Hắn còn chưa có có thể theo tử sợ hãi trung phục hồi tinh thần lại. Nhắm lại ngươi miệng. Từ phong nhìn hắn, đi lại, cùng tỷ tỷ xin lỗi. Từ Ngọc Hằng nhìn đến Đường Mật êm đẹp, tóc sau ngày hôm qua càng xinh đẹp cũng có sáng bóng, nghĩ rằng hoàn hảo Đường Mật không chết. Nhưng hắn tự tuyệt cùng Đường Mật xin lỗi, ta không giải thích, ta lại không có làm việc gì sai. Hắn nói được lo lắng không đủ, xem Đường Mật ánh mắt ngập nước. Lam Phi xem Đường Mật mặc dục bào, Từ Phong cầm máy sấy cho nàng sấy tóc, hai người tư thái thân mật, nở nụ cười, các ngươi này tốc độ cũng là mau. Quay đầu nhìn về phía trầm mặt Đường Quốc Vinh sợ là ngươi rất nhanh muốn ông ngoại tôn tử. Hôm kỳ là kia một ngày nha. Ánh mắt nhìn phía một bên từ phong. Từ phong lười quan tâm nàng, rút đầu cắm, hắn đi đến bên ngoài còn máy sấy. Thuận tiện đi hông khô phòng lấy ngày hôm qua bị vũ xối quần áo. Trở về thời điểm ở cửa siêu thị mua một lọ toan táo, tiệm thuốc mua một bao cảm mạo thuốc pha nước uống, tính toán chờ nàng uống thuốc cho nàng hừng hực cay đắng. Lại hồi khách phòng thời điểm, Gia Gia mang từ Ngọc Hằng đi tắm rửa, Lam Phi còn chưa đi, trào phúng dường như nói với đường mật. Nga, ngay cả hôn lễ cũng không xứng ủng có một. Ngươi đây là kết cái gì hôn? Rõ ràng cũng đừng kết, nhân gia cũng không đem ngươi để trong lòng. Đường Đằng Vũ nói. Mẹ ngươi nói ít đi một câu. Đường Quốc Vinh toàn bộ quá trình không có một câu nói. Từ phong đi vào cửa, cầm trong tay đường mật quần áo, đem nàng bế dậy, vỗ vỗ mặt nàng, hướng trong miệng nàng thả một viên chua ngọt quả táo. Về nhà. Xe khai ra đi, thời tiết rốt cục trong. Từ phong không có lái xe nhập trừng cây, trực tiếp dựa theo ngày hôm qua tiểu thương cho hắn giới thiệu đường nhỏ khai. Đường nhỏ gấp khúc sóc nảy, đường mật tọa ở trong xe, từ ngọc hằng tọa ở sau người. Từ ngọc hằng nói. Đường mật, ca ca ngày hôm qua nói ngươi đã chết. Câm miệng. Từ phong nói. Từ Ngọc Hằng nói. Đường mật không cho ngươi tử, ta đem tiền cho ngươi, Phi Phi cũng cho ngươi. Đường mật. Ân. Ta không cần Phi Phi. Về nhà, từ phong đằng ra bản thân phòng cấp đường mật nghỉ ngơi, Gia Gia còn lưu ở bên kia tìm người đem của nàng màu đỏ trên đường, Ben tha trở về. Từ phong nói. Đừng mở, điềm xấu. Đường mật cười. Không quan hệ, sửa hảo là được rồi tùy tiện ngươi. Hắn sờ soạn nàng cái trán một chút. Ngươi tối hôm qua luôn luôn nói nói mớ biết không? Cái gì nói mớ? Ca ca là mỹ nhân ngư sao? Sợ là cá mập. Ngươi luôn luôn kêu cứu mạng. Hắn kéo quần áo của nàng xuống dưới, đây là cái gì? Ân, ca ca ngươi thấy được. Ân. Ngươi, ngươi còn nhìn đến cái gì? Ta cái gì đều thấy được. Cái gì? cái gì đều là. Đường mật cắn môi dưới, kia làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Đường mật, này vết sẹo. Từ phong mặt mày sâu sắc nhìn nàng, ta không phải là cái kia ý tứ. Khi ca ca là có ý tứ gì? Ta nói ngươi phía sau lưng cánh tay này vết sẹo, có phải hay không đối với ngươi có ảnh hưởng gì? Đường mật lắc đầu. Dù sao ta cũng không mặc đai đeo cùng ngắn tay nàng dài nhất quần áo chính là trung tay áo hàng năm tay áo dài đại trời nóng cũng bạc khoảng tay áo dài không ảnh hưởng là tốt rồi từ phong đứng lên thở ra một hơi cảm thấy bản thân quá mức chuyện bé xé ra to cười liền ngươi như vậy còn muốn chụp ảnh cưới đường mật nhãn tình sáng lên chợt nghe đến từ phong nói hoàn hảo chúng ta không chụp bằng không chụp cái gì chụp ngươi nhất bả vai nhất hậu lưng vết sẹo kỳ thực ta có thể chụp. Đường Mật nói, ta có thể cho đằng vũ cho ta hóa trang, ta muội muội thật hội hóa trang. Cái gì sẹo đều có thể che khuất. Quên đi, dù sao chúng ta cũng không chụp, tiết kiệm tiền bất việc, thật tốt. Từ Phong kéo ra tủ quần áo, lấy ra áo trong, thoát cũ thay tân. Ca ca, trước kia ta nhường đằng vũ mang cho ngươi quá này nọ, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái gì vậy? Từ Phong quan áo quỷ cuối đầu chụp nút áo, hững hờ miệng, không lấy quá. Hắn đi tới cửa thật sâu xem nàng, đường mật, ta không nhớ rõ. Từ Phong đi ra, bị Từ Ngọc Hằng cầm ma phương tạp trúng đầu. Hắn tức giận đến tưởng tấu hắn, ngươi hắn mẹ tạp của ta đồ chơi. Ngươi có biết hay không thứ này kinh quá bao nhiêu người mồ hôi cùng nỗ lực. Ta phi, gia gia nói ngươi cả ngày thiết kế chút vô dụng đồ chơi, ngươi cho ta đồ chơi đều là tham số chỗ thiếu hụt chất kiểm không quá quan ngươi này quỷ hẹp hòi từ ngọc hằng sợ là ăn gan báo ngươi lặp lại lần nữa ngươi này quỷ hẹp hòi không biết xấu hổ không có tiền liền cùng ta nói ngươi vì sao muốn vì tiền đi lừa gạt đường mật vì sao vì sao từ ngọc hằng ôm một con mắt đứng ở cửa thang lầu khóc đây là hắn lần đầu tiên ở hắn trước mắt khóc đường mật đã rất ngu ngươi còn muốn lừa nàng Nàng hội thật sự biến ngốc. Từ Ngọc hằng lớn tiếng lên án, ngươi cho là nàng giống như ta bị các ngươi tùy tùy tiện tiện lừa gạt là có thể ngủ đi qua sao? Nàng không phải như thế, nàng so với ta ngốc nhiều như vậy, nàng như vậy ngốc. Ngươi câm miệng cho ta. Từ Phong chỉ vào hắn, trong nhà này tối ngốc là ngươi biết không? Nhân gia thi cao đẳng trạng nguyên toán học mãn phân, ngươi đâu? Toán học 12 phút, ngươi nói ai ngốc? Ngươi ngươi tệ nhất. Ngươi là ta đã thấy tối người xấu. Từ Ngọc Hằng than thở khóc lóc, ngươi vì tiền lừa đường mật, ngươi cho là ta không biết sao. Ta đã biết đường mật sẽ không biết sao. Ta muốn kêu nàng vứt bỏ ngươi. Ngươi chạy nhanh đi. Từ phong dùng cao hơn hắn gấp đôi thanh âm nói, hai huynh đệ đối mắng dằn co. Từ Ngọc Hằng chậm rãi trầm mặt, vừa mới hắn còn sức chiến đấu mười phần, nhưng là không biết như thế nào hắn đột nhiên cảm thấy bản thân đấu không lại ca ca có thể là bởi vì hắn tiếng nói so với chính mình còn lớn hơn từ phong kéo kéo cổ áo quăng cho hắn một cái đồ chơi hắn không có cùng hắn nói là quà sinh nhật ta không cần của ngươi thối đồ chơi đều là hư đều là chỗ thiếu hụt ngươi chỉ biết mang chút chỗ thiếu hụt ngoạn ý cho ta dựa vào cái gì ta muốn tốt ngươi nói thêm câu nữa về sau ngay cả chỗ thiếu hụt đều không có. Từ phong không hề để ý hắn, xuống lầu đi rồi. Ngay cả đầu cũng không hồi. Hừ. Hắn quật cường đối với ca ca bóng lưng phát ra cuối cùng một cái vô lực âm tiết, cô ánh mắt khóc. Phi Phi tránh ở hắn bên chân nhìn hắn khóc, phản phất so tiểu chủ nhân còn ưu thương. Yên lặng dọc hai khỏa cẩu lệ. Nhìn phía ngoài cửa sổ, vũ thế nào còn không ngừng đâu đường mật ngồi ở trên bàn đồ nghịch ca ca nhân vật mô hình đồ chơi nó là cao tới là cái thịnh hành nhiều năm cơ giáp đồ chơi nàng đang dùng thủ cấp nó đo kích cỡ từ ngọc hằng đi vào đến phía sau đi theo bám triết không tha phi phi đường mật ngươi ở làm gì đường mật tiếp tục cấp ca ca cao tới đo kích cỡ ngọc hằng ngươi hiện tại tin tưởng lời nói của ta thôi từ ngọc hằng lắc đầu không tin hắn cố ý biểu môi nói ngươi mỗi ngày nói rất nhiều lời ta không biết ngươi nói kia một câu không quan hệ dù sao ngươi về sau sẽ tin tưởng từ ngọc hằng trang không nổi nữa bẹt bẹt miệng phá một cái âm tuy rằng mẹ nàng không cần ta nữa nhưng ta còn là thích nàng nga đường mật làm bản thân chuyện nhàn nhạt nói dù sao ngươi về sau liền lại không thích từ ngọc hằng chậm rãi buông xuống của hắn tiểu đầu đường mật ngươi không thích mẹ ngươi sao ân. Ừ. Vậy ngươi vì sao thích ca ca ta? Từ Ngọc Hằng nhắc tới ca ca chỉ còn lại có phẫn nộ không có bi thương, hắn rất hư. Hắn không phải là thật sự muốn cùng ngươi kết hôn, ta trộm nghe bọn hắn nói chuyện, gia gia nói muốn cho hắn rất nhiều tiền. Hắn mới đáp ứng kết hôn. Ta nói cho ngươi, gia gia rất nhiều tiền, ta cái kia dành tiền quán hắn đều chướng mắt, hắn có rất nhiều trương 100 khối, Nga. Nàng quên mất cao tới thủ dài quay đầu tiếp tục cấp nó lượng ca ca đều không phải thích của ngươi ngươi vì sao muốn cùng hắn kết hôn của ta ngồi cùng bàn đang nhìn truyện tranh người ở bên trong là vì thích mới ở cùng một chỗ các ngươi không phải là đường mật ngươi đây là cái gì vết sẹo đường mật áo khoác bị từ phong kéo xuống dưới sau quên mặt lên rồi sâu như vậy vết sẹo có thể chết sao từ ngọc hằng lo lắng trùng trùng hỏi hội vậy ngươi vì sao còn chưa có chết? chủ nhật lượng công việc không lớn, tăng ca nhân cũng không nhiều, từ phong buổi chiều liền về nhà. ban đêm, gia gia tưởng lưu lại đường mật ở nhà ngủ, từ phong nói: trở về đi, nàng ở nơi này ta ngủ kia. hắn cho nàng gấp một khối ngư phiến, vì vì ngư phiến. đường mật nhìn chầm chầm ngư, rầu rĩ nói: ngươi đem ô che trả lại cho ta. hảo. Từ Phong nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ hảo thời tiết, này không phải là không vũ sao? Trả lại cho ta. Đường Mật rầu rĩ, giống cái dỗi tiểu hài tử. Không cho ngươi mượn. Từ Phong xem mặt nàng bị nhà ăn đăng chiếu lượng lượng, muốn cười, nhìn xuống. Đường Mật ăn cơm thừa dịp hắn đi tắm rửa thời điểm, đem bản thân ô che cầm lại đến, đánh cao tới vài cái, chính nàng hồi trường học. Nàng đi tới ký túc xá lâu phụ cận cái kia màu đỏ áo khoác tiểu cô nương lại đứng ở nơi đó, vũ vừa mới ngừng, trên đất thủy ánh ánh trăng, ánh sáng thông thấu, phản phất có thể nhìn đến nhân bóng dáng. Nàng đi qua, kia nữ hài chỉ vào trên đất nói với nàng, tỷ tỷ, tiền của ngươi rớt. Không phải là ta điệu. Đường mật nhìn chầm chầm trên đất tiền, là ngươi. Nàng cúi đầu đi về phía trước. Tỷ tỷ, ngươi có thể mang ta đi ăn cơm sao? nàng nghe được nữ hài đứng ở sau người dùng mỏng manh tiếng nói nói. Ta có ngủ đồng tiền. Đường mật đứng ở tại chỗ, cúi đầu, kia thủy vẫn ánh đêm, nàng xem đến mặt nước ảnh ngược bản thân bóng dáng, nhỏ như vậy. Chương 13 5.1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kỳ quái đêm, yên tĩnh không người phố, đường mật đi ở phía trước, nữ hài cùng ở phía sau. Đường Mật cảm thấy bản thân ở làm nhất kiện kỳ quái chuyện, nàng không thích chủ động cùng ai nói chuyện, nàng không tin bất luận kẻ nào. Nàng duy nhất bằng hữu là hồi nhỏ nhận thức. Nhưng là nàng chỉ thấy quá nàng vài lần. Nàng liền cùng nàng ngồi ở học cổng trường bên cạnh tiểu tiệm cơm lý. Lão bản nương nhiệt tình hỏi nàng. "Vài người, muốn ăn cái gì?" Nàng ngồi ở góc vị trí, nữ hài ngồi ở khác một cái góc vị trí các nàng vẫn duy trì một đoạn khoảng cách lão bản nương nói các ngươi nhận thức a à lão sư nàng là ngươi nữ nhi vẫn là thân thích đường mật chỉ chỉ thực đơn thượng mì sợi vàng thắng trứng luộc trong nước trà ô canh gà mỗi dạng đến một phần lão bản nương không có hỏi lập tức đi phòng bếp chuẩn bị giống nhau giống nhau đem đồ ăn bưng lên đường mật chỉ chỉ nữ hài phương hướng cho nàng ăn nữ hài cúi đầu ăn mấy khẩu canh bắt đầu lan thông hổ yết, cảm ơn tỷ tỷ. Đường mật cuối mắt tinh. Đồ ăn rất nhanh bị ăn không? Lão bản nương nói. Đứa nhỏ này rất đói bụng nha, lại đến nhiều mấy phân sao. Đường mật gật gật đầu, chỉ mấy thứ. Nữ hài đem bản thân ngủ đồng tiền lấy ra, nhìn lại xem, tỷ tỷ đủ sao. Đường mật gật đầu. Nàng một câu cũng không nói, nữ hài cho rằng nàng ở giận chính mình tỷ tỷ, ta gọi ôm điềm điềm, ta năm nay đi nhà trẻ chủ. Khi làm sao ngươi luôn là không đi đến trường. Đường mật đã gặp qua nàng rất nhiều lần, ở ký túc xá dưới lầu chuối tây dưới tàn cây, nàng mỗi ngày đều mặc giống nhau hồng ngoại bộ. Ôm điềm điềm điểm điểm tiểu đầu, A-di nói ta không cần đi đi học. Ngươi A-di là ai? Ba ba nói là tân mẹ. Ôm điềm điềm ánh mắt ảm đạm, nhưng là ta có mẹ. Nga! đường mật không hỏi chờ nàng ăn xong chạy nhanh trở về nàng không nghĩ tới hỏi trong nhà người khác chuyện trương bình lão sư cùng ăn quán thời điểm thấy đường mật ai nha ngươi cũng hồi giáo đường mật ngửa đầu liền nhìn đến phong trần mệt mỏi trương bình lão sư đứng ở tiểu tiệm cơm cửa ta còn chưa ăn cơm đâu trương bình nói tính toán đến đóng gói một phần mì sợi hồi ký túc xá ăn nàng nhìn thoáng qua tọa đường mật bên cạnh nữ hài này ai nha nha, này không phải là ôn giáo sư nữ nhi sao? Trương Bình rốt cục nhớ tới, đi đến ôn điềm điềm bên cạnh, cùng nàng nói, A Di lần trước cùng ngươi đã nói nói đâu, ngươi không nhớ rõ sao? Ôn điềm điềm điểm điểm đầu. Nhớ được, A Di hảo. Ngươi mặc ít như vậy, quần áo thế nào bẩn hề hề? Trương Bình bào căng rốt cuộc hỏi, nên không phải là bị đánh đi. Ai đánh ngươi nha? Tiểu cô nương chậm rãi buông xuống ánh mắt các nàng ba người ở tại đồng nhất cái ký túc xá trong lâu. Đến dưới lầu, Trương Bình lão sư nói. Ta vừa khéo có một luận văn tư liệu muốn đi thỉnh giáo ôn giáo sư. Hỏi đường mật, cùng đi sao? Đường mật nói. Ta đây sẽ không đi. Phiền toái ngươi đưa đứa nhỏ về nhà. Ôn giáo sư ở tại lầu 2, đường mật đứng ở thang lầu chỗ rẻ, nhìn theo nữ hài bị Trương Bình lão sư nắm đi. Trương Bình lão sư thấp giọng nói. Ngươi này quần áo thế nào bị hư hao như vậy, có phải là bị đánh a? À, ngươi nếu bị tân mẹ đánh muốn cùng ngươi ba ba nói biết không? Ông Điềm Điềm không có trả lời Trương Bình lão sư vấn đề, nàng quay đầu nhìn thoáng qua đường mật, lại cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Đường mật phát hiện nàng ngay cả giày đều là phá, thời tiết đã rất lạnh. Đường mật ngày thứ hai thượng, xã hội học khái luận, cấp các học sinh xen kẻ nói một cái gần nhất bị chịu chú ý ngược đãi nhi đồng án tử. Án kiện phát sinh ở Thâm Quyến Bảo An, ngày 22 tháng 12, thứ nhất khiếp sợ Internet cha mẹ ấu đã nữ hài video clip dẫn bạo dư luận. Video clip trung, một cái mặt giáo phục 78 tuổi nữ hài trước sau bị một nữ nhân cùng một người nam nhân tàn nhẫn ấu đã, sau bị chứng thực thi bạo giả là nữ hài thân sinh phụ mẫu. Mẫu thân ấu đã nữ hài thủ đoạn tàn nhẫn, trước sau đối nàng thực thi trừ bạc tai, tê kéo tóc, lấy cái chổi quật, đem nữ hài đổ lên trên đất dùng chân đá đá. Phụ thân lấy cái chổi phẫn nộ đối nàng thực thi cuộc. Hư hư thực thực nữ hài đệ đệ nam hài cũng noi theo cha mẹ đối nữ hài tiến hành tàn bạo phát. Video clip bên trong nữ hài bị thi bạo trong quá trình không có phản kháng, không có hoàng thủ, đã đối phụ mẫu thân nhân thi bạo bị vây chết lặng trạng thái. Cho đến khi ngày 23, video clip đã điên truyền gần 10 vạn nhiều lần, phần đông bạn trên mạng khiển trách nên cha mẹ hành vi cảnh sát trước mắt thuộc loại điều tra giai đoạn. Các học sinh nghe được phẫn nộ. Trên xã hội vì sao có nhiều như vậy dơ bẩn gì đó? Điều tra thật sự hữu dụng sao? Cuối cùng còn không phải không giải quyết được gì. Cha mẹ hội nói bản thân chỉ là đang giáo dục đứa nhỏ. Nhưng là tiểu hài tử hội lưu lại một bối tử bóng ma. Này đó ngược đại tiểu hài tử tộc trưởng đều phải cầm tẩm trư lung bắn chết vì sao nữ hài bị đánh thời điểm hoàn toàn không phản kháng như thế chết lặng không phản kháng không phải là chết lặng mà là sợ hãi nàng bị đánh tới sợ hãi không dám động không dám nói trương bình lão sư tại hạ dạy học lâu cầu thang thời điểm gặp cúi đầu đi đường mật nhấc lên một câu ôi ta vừa rồi ở ngươi lớp bên cạnh lên lớp các ngươi huyên rất lớn tiếng thôi tuổi trẻ xinh đẹp lão sư chính là không giống với ha ngươi năm nay khẳng định lại là tối chịu đồng học hoan nghênh lão sư. Trường học hàng năm độ đều sẽ nhường học sinh cấp các khoa lão sư cho điểm, đường mật học kỳ trước bị sở hữu học sinh thôi vì cao nhất phân, năm nay sợ là còn phải liên tục. Trương Bình Tiếu Tiếu nói. Đối, tối hôm qua cái kia tiểu cô nương, ngươi đoán mặt sau ta đưa nàng sau khi trở về như thế nào? Đường mật như cũ buông xuống đầu, Trương Bình tự hồ thói quen. Nàng mẹ kế cho ta mở cửa, chính là ta cùng ngươi nói cái kia, đoạn tóc rất xinh đẹp hội khiêu vũ cái kia, ta nói ở phụ cận gặp nàng, đứa nhỏ này giống như rất đói bụng. Nàng mẹ kế nói, đứa nhỏ thật sự là nghịch ngợm, chuẩn bị cho nàng một bàn đồ ăn nàng một viên thước cũng không ăn, ta đi vào cùng ôn giáo sư thảo luận công tác, xuất ra thuận tiện nhìn bàn ăn, chỉ có một ăn sạch hộp cơm, căn bản liền không có gì món ăn, ngay cả thước đều không có. Ai, Ta nói ngược đãi đứa nhỏ cũng không cần làm cho nàng đói bụng nha. Nhiều đáng thương. Cũng không biết trừ bỏ đói bụng còn bị thế nào đối đãi. Trương Bình nói, muốn đánh phải không kia cũng phải trước cấp cơm ăn, ngươi nói là đi. Ừ. Đường Mật cảm thấy xuống thang lầu bước chân trở nên có chút trọng. Theo dạy học lâu đi đến nhà ăn chỉ cần 10 phút, Trương Bình lão sư tiếp đón nàng, muốn cùng đi nhà ăn ăn cơm sao? Đường Mật nhìn nhìn nhà ăn. Lắc đầu, không đi. Ngươi bề bộn nhiều việc. Trương Bình hồ nghi xem nàng, vội cái gì đâu. Buổi tối, Trương Bình mang theo hai cái làm quý tuyết lê đến đưa cho đường mật, thuận tiện xem xem nàng rốt cuộc đang vội cái gì. Nguyên lai like là tự cấp búp bê Barbie làm quần áo đâu. Trương Bình kinh ngạc, xem đường mật trên bàn đôi mãn vải dệt, ngay cả làm giày da tài liệu đều có, thấy cái gì nàng đều tò mò, đây là cái gì ngươi đi nơi nào tìm nhiều như vậy tài liệu tiền hai cái tuần lễ từ phong ca nói quyết định muốn kết hôn đường mật ngay tại trên mạng mua làm áo cưới cùng âu phục tài liệu chẳng qua là thu nhỏ lại bản ngươi làm áo cưới cùng âu phục làm gì không có gì đường mật nói cấp ba bi thay quần áo làm sao ngươi còn yêu chơi này trương bình cười nói cùng nữ nhi của ta giống nhau như đúc mỗi ngày cấp cho ba bi thay quần áo bất quá nàng cũng không ngươi này tay nghề trương bình ở trong phòng nàng nhàn e rằng tán gẫu đi tới nhìn trái nhìn phải nói đối nữ nhi của ta tìm được ủy trị sở ngay tại nàng nguyên lai nhà trẻ ta vốn cho là nàng hiện tại vào tiểu học năm đầu tiên nguyên lai nhà trẻ khẳng định không được không nghĩ tới nguyên lai cái kia nhà trẻ cũng có ủy trị sở còn bao tiếp đưa đâu phi thường chính quy phải không đường mật tự đáy lòng nói kia thật tốt quá đúng vậy hoàn hảo ta lưu trữ nàng nguyên lai nhà trẻ lão sư điện thoại liên hệ lên mới biết được này nhà trẻ gần nhất phát triển khả nhanh viện trưởng là cái thật vĩ đại nhân tài đâu bọn họ cũng có chuyên nghiệp vĩ trị phục vụ đến lão sư đều cũng có văn bằng không phải là này tiểu xưởng làm cho người ta lo lắng tên là tiểu hoa hồng giáo dục phục vụ trung tâm ngươi nhận thức sao nhận thức đây là lam phi khai nhà trẻ tiền thân là tiểu hoa hồng nhà trẻ sau này kêu tiểu hoa hồng gia giáo trung tâm, hiện tại là tiểu hoa hồng giáo dục phục vụ trung tâm. Trước mắt đã là cả nước xích, nghe nói ở trụ bị đưa ra thị trường chung, tiền đồ không có ranh giới, có chút ấn tượng. Đường Mật ngửa đầu hướng Trương Bình nở nụ cười. Khoảng cách kết hôn chỉ còn lại có một tuần, gần nhất thời tiết tốt lắm, sau cơn mưa Thái Dương ấm áp trung mang theo ấm áp, đem hạ một tuần vũ đều phơi nắng khô. Thứ bảy đường mật cấp từ Ngọc Hằng thượng toán học khóa sau, đẩy cửa vào ca ca phòng. Ca ca trong phòng có sạch sẽ mùi hoa hương vị, nàng mang theo bản thân gì đó, ngồi ở cái bàn tiền, cấp cao tới thay xong Tây Trang, đem trong tay hắn kiếm tạm thời bắt đến đây, đem mặt vào áo cưới ba bi cũng lấy ra. Sau giữa trưa không khí tươi mát, ánh mặt trời nhất thúc thúc đánh tiếng vào, nàng đem trong suốt đầu sa mông ở tại ba bi trên đầu, Nhường mặt được tây trang cao tới cùng mặt được áo cưới ba song song đứng vững, cho bọn hắn tìm từ Ngọc Hằng dành tiền quán trư trư làm nhân chứng, nhưng chúng nó kết cái hôn, coi như làm là tổ chức hôn lễ. Từ phong đi vào đến nhìn đến nàng ở đảo cổ của hắn cao tới, không phát hỏa, người bình thường làm của hắn đồ chơi hắn đều tức giận. Hắn đi vào đến, muốn nhìn nàng ở làm gì, liền nhìn đến nàng bá hôn lễ khúc quân hành, ở nhường cao tới cùng ba kết hôn nàng còn cho bọn hắn đảm đương cha sứ trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngươi nguyện ý gả cho hắn sao nguyện ý ngươi nguyện ý cưới nàng sao nguyện ý nga nghi thức kết thúc các ngươi có thể hôn môi đối phương hắn mới đầu nhìn xem muốn cười sau này liền cười không nổi nàng như vậy nghiêm cẩn như vậy hồn nhiên làm cho hắn cảm thấy hổ thẹn hắn đi đến phía sau nàng ấn nàng bả vai môi sắp kề sát tới nàng bên tai nói Đường Mật, chúng ta đây cũng tổ chức một cái hôn lễ đi." Ngô Đường Mật không biết hắn vào được, vẫn cùng nàng nói hôn lễ. Của hắn hô hấp giống nóng bỏng thủ phất qua của nàng lỗ tai, mặt nàng đỏ. Nàng nghe được hắn nhẹ nhàng tiếng nói dừng ở bên tai, "Đường Mật, ta cái gì đều không thể cho ngươi, nhưng ta sẽ bảo hộ ngươi." Hắn thanh kiếm một lần nữa đưa cho Cao Tới lấy hảo, chỉ vào mặt được Âu phục lấy hảo kiếm soái khí cao tới, giống như hắn tốt sao? Tác giả Ta thay đổi một cái tên sách, nguyên danh là Mật giống nhau ngọt nàng, hiện tại là Ấm áp ấn ký, nê manh thích người nào Việt. Bởi vì cảm thấy không phải là lạc sao ngọt, càng nhiều hơn chính là Ấm áp. Cho nên cảm giác Ấm áp ấn ký hội càng dán vào. Cùng với bởi vì mặt sau cái kia văn án nhị. Bởi vì ta ngẫu nhiên hội sửa tên sách, cho nên đại gia có thể trực tiếp cất chứa một chút tác giả chuyên mục. Như vậy mặc kệ ta thế nào sửa nê manh đều có thể tìm được ta. Nhắn lại việc. Hôm nay nhắn lại có hồng bao nện xuống đến. Chương 14 5.2 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lễ Noel sắp tới, thương trường ở truyền phát. Jingle bells, jingle bells, jingle on the way. Len Ken làm, Len Ken làm. Linh Nhi nhiều người biết tới, tủ kính dáng đáng yêu Noel vật phẩm trang sức, đầy cây thông Noel thượng lộ vẽ đèn màu, mặt màu đỏ trang phục ông già Noel đem mũ bắt tại cây thông Noel mặt trên. Thật sự có ông già Noel sao? Từ Ngọc Hằng chỉ vào cái kia sôi nổi ông già Noel, đường mật. Từ phong cùng đường mật sóng vai đi tới, thương trường nhân nhiều lắm, có người đụng phải nàng một chút, hắn nhìn người nọ liếc mắt một cái, đem nàng kéo ở trong ngực, nàng chuồn ra đi, cánh tay dán cánh tay hắn. Không có. Từ phong thay đường mật trả lời từ Ngọc Hằng vấn đề. Ta hỏi là đường mật, hừ. Từ Ngọc Hằng còn tại sinh từ phong khí, hắn đã tức giận thật lâu thật lâu. Còn chưa có có thể nguôi giận. Đều nói đứa nhỏ tức giận tới cũng nhanh đi cũng nhanh, từ Ngọc Hằng cảm thấy bản thân đại khái không phải bình thường đứa nhỏ. Ân. Ừ. Đường mật nói. Hẳn là không có nhưng là ta nghĩ muốn lễ vật từ ngọc hằng tật ác như cừu ánh mắt xem ca ca ý có điều chỉ nhưng ta không cần nhị thủ đồ chơi ta muốn hoàn toàn mới đường mật gật gật đầu vậy ngươi muốn cái gì hỏi từ phong ca ca lễ noel muốn đưa cái gì đưa hắn một thân cây được cái gì thụ từ ngọc hằng nói ta mới không cần thụ ngươi sẽ chập chờn ta Gia Gia phụ giúp mua sắm xe đi lại, mua sắm xe đôi tràn đầy, hắn mua một đống lớn hữu dụng vô dụng. Hôm nay bọn họ là vì nhất hào hôn lễ đến siêu thị mua đồ kết hôn đồ dùng, vì thế người một nhà đều xuất động. Mọi người đều là lần đầu tiên kết hôn, không biết rốt cuộc muốn mua chút gì đó. Duy nhất người có kinh nghiệm là Gia Gia, cho nên giao cho hắn mua là tốt rồi. Gia Gia nhường từ phong mang theo đường mật đi mua 10 cân kẹo mừng bọn họ đi xưng đường thời điểm, gặp cũng đồng dạng xuất ra mua sắm đường quốc vinh một nhà. Lam Phi cười tiếng lên nói chuyện với đường mật, ngữ khí cười nhạo. Nghe nói ngươi hiện tại đường gia trụ thượng. Cũng là, còn chưa có kết hôn liền gấp gáp trụ nhân gia bên trong, cũng không e lệ kia. Gia gia đem mua sắm xe phóng một bên, Lam Phi A, à, ngươi hiện tại sinh ý kiêu ngạo, khẩu khí đều không giống với, đừng quên lúc trước ai cấp tư cách của người khai nhà trẻ. Lúc trước khai nhà trẻ chính sách khóa nhanh, Gia Gia một câu nói mới nhường Lam Phi được đến khai nhà trẻ ủy trị sở tư cách. Gia Gia không vừa lòng lãnh ngôn. Ngươi đừng quên, ta cho ngươi khai được rất tốt đến cũng có thể đem ngươi thu hồi đến. Lam Phi vừa nghe, khó chịu, cười lạnh. Lão gia tử, nay khi bất đồng ngày xưa, hiện tại thế giới không phải là ngài tùy tùy tiện tiện câu nói đầu tiên có thể thay đổi, hy vọng ngài trước thời gian thấy rõ hiện thực đường đằng vũ chạy nhanh đem Lam Phi kéo một bên, mới ngăn trở trận này chiến hỏa. Đường mật đứng ở kẹo khu, chọn nhất đại túi từ phút nhớ nhuyễn đường, nàng liền thích ăn giống nhau gấu nhỏ bộ dáng nhuyễn đường, hoàng hồng, lam cà phê, nàng đem trong rổ sở hữu gấu nhỏ nhuyễn đường đều nhặt hết. Từ phong đau đầu nói, được rồi, đều bị ngươi lấy hết, người khác ăn cái gì? Cũng là, nàng đem gấu nhỏ một viên một viên đổ trở về từ phong vũ phát đau đầu, sớm biết rằng không nói nàng. Được rồi, thật vất vả lấy ra đến đây, ngươi còn đổ, đổ đủ không có. Ân. Ừ. Hắn cầm gói to từng hạt một cất vào đi. Ta về sau mua nhất chỉnh rương này, giống nhau hùng. Khi cũng không tốt, ăn nhiều lắm hội chú nha. Ngươi còn sợ chú nha, ngươi ăn nhất quán mức táo đều. Ngươi là trư nhi đầu thai. Hừ. Đường mật quay mặt đi tức giận nàng tức giận thời điểm biểu cảm cùng động tác đều là giống nhau như đúc, từ phong gần nhất đã lĩnh giáo qua vài lần. Còn tức giận, từ phong đem mặt nàng ban đi lại, ngươi gần nhất thật làm càng biết không? Động một chút là chuyển qua đi, lần trước. Đường đằng vũ đứng ở hai người bọn họ phía sau nói, các ngươi cảm tình hảo hảo nha. Từ phong thủ còn dừng ở trên mặt nàng, chậm rãi buông lỏng ra, hắn nở nụ cười hạ, đem nàng chọn tốt từ phút nhớ nhuyễn đường cầm xưng đường đằng vũ đi đến đường mật bên cạnh ngươi vẫn là yêu ăn cái này đường a đường mật gật gật đầu đằng vũ ta lễ noel ngày đó muốn chụp ảnh cưới ngươi có thể giúp ta hóa trang sao đường đằng vũ nói hảo còn nói a à, thế nào chọn lễ noel tương đối có không khí sao không phải bởi vì là lâm thời quyết định đúng rồi từ phong ca không phải nói không làm hôn lễ sao Thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Đường Đằng vũ cũng lấy cái gói to chọn từ phút nhớ, nàng cũng chuyên chọn gấu nhỏ. Bởi vì ta ca ca hắn phát hiện bản thân rất thích đường mật tỉ tỉ, không làm hôn lễ giống như sẽ hối hận cả đời cái kia bộ dáng, phải không? Ca ca. Từ Ngọc Hằng đùa dai chen vào nói. Từ phong không lời nào để nói, hắn ở một bên cấp đường mật gấu nhỏ nhuyễn đường xưng cân. Nguyên lai like như vậy đường đằng vũ phát hiện, từ phút nhớ gấu nhỏ nhuyễn đường đã bị đường mật càng quét không sai biệt lắm, nàng chỉ phiên đến vài cái, rõ ràng sẽ không mua. Nàng xem hướng đường mật, tốt nhất, tỷ tỷ, ta đây ngày đó sáng sớm liền đi qua, cho ngươi hóa trang tốt lắm, ta còn phải đi làm. Lúc trở về, đường mật nhìn đến đường quốc vinh một nhà ba người đi trở về, nàng cùng bọn họ đi ngược lại. Đường mật, ngươi xem bọn hắn làm cái gì nha? Từ Ngọc Hằng coi trọng nàng kia nhất đại gói to gấu nhỏ nhuyễn đường, nhưng là gia gia nói muốn chờ hôn lễ ngày đó mới có thể ăn. Không có gì. Nàng vẫn còn là nhìn bọn họ phương hướng ly khai. Từ Ngọc Hằng cũng quay đầu hướng nàng xem phương hướng xem, ngươi hâm mộ nàng có ba ba có mẹ sao? Không biết. Đường Mật nghĩ nghĩ nói, không có hâm mộ. Vậy ngươi chán ghét bọn họ sao? Đường Mật buông xuống ánh mắt chán ghét sao? Nàng cảm thấy bản thân đối bọn họ cũng không có quá cường liệt cảm giác. Nhưng có lẽ là chán ghét đi. Nàng luôn là vô pháp quên, thân thể của chính mình bởi vì bọn họ mà để lại vĩnh hằng vết sẹo. Khi vết sẹo phía dưới ở cô hồn giả quỷ, không thấy thiên nhật, lại lúc nào cũng ở trong đêm khuya quấy rầy nàng. Lễ Noel sáng sớm, nhật lý vạn kỳ từ tổng dọn ra một ngày thời gian, bồi đường mật chụp ảnh cưới hắn không nghĩ tới chụp áo cưới sẽ như vậy lâu, ảnh lâu phòng hóa trang bên trong, đường mật trang theo buổi sáng 7 giờ đến 10 điểm liền luôn luôn không có ngừng quá. Đường đằng vũ đi lại, nàng đã từng học quá hóa trang, hỏi đường mật hôm nay chụp cái gì quần áo. Đường mật chọn một cái che lại bả vai màu trắng áo cưới, thay sau, đường đằng vũ cùng hóa trang sư giúp nàng cùng nhau hóa trang. Hóa trang sư nói sau bả vai cùng trên cánh tay phương này đó vết sẹo vẫn là hơi chút che một chút tuy rằng cái này áo cưới thật bảo thủ hậu kỳ cũng có thể gia công đường đằng vũ lên tiếng ôi làm sao ngươi làm cho này đó vết sẹo hóa trang sư trong lúc vô tình hỏi đường đằng vũ thủ ngớ ra nàng lần trước trợ giúp tỷ tỷ hóa trang là sơ trung toàn giáo nguyên đáng văn nghệ hội diễn đường mật cùng nàng đồng cấp tại kia cái trong trường học đường mật rất được nam hài hoan nghênh bị chọn lựa đi làm người mẫu tú thủ tịch người mẫu, nàng chỉ cần đứng ở nơi đó, mặc xinh đẹp quần áo, bãi vài cái tư thế. Làm một cái biểu diễn người mẫu, nàng nơi nào đều xinh đẹp, trừ bỏ cánh tay sau kiên vết sẹo. Đường đằng vũ là kia tràng tiết mục đạo diễn, vì diễn xuất hiệu quả, nàng mua đậm nhất hậu kem che khuyết điểm, dùng điều sắc bút thuận lợi giúp đường mật che khuất vết sẹo. Ngày nào đó đường mật là toàn trường xinh đẹp nhất tiêu điểm, chỉ là nàng lại không biết bản thân có bao nhiêu mỹ đường đằng vũ lại hâm mộ nàng lại ghen tị nàng nhưng cùng lúc đó nàng cũng đồng tình nàng nàng loáng thoáng biết đường mật trạng thái không thích hợp chỉ là khi đó nàng quá nhỏ không biết đường mật không thích hợp đến từ phương nào nàng chỉ nhớ rõ mẫu thân tuy rằng sau này không quật đường mật lại như củ ngược đãi lãnh bạo lực nàng không cho nàng ăn rất no không nói với nàng nói cô lập nàng không cho nàng cảm nhận được nửa điểm tình yêu khi đó nàng tưởng, nếu thay đổi bản thân, mẫu thân như vậy đối bản thân, nàng hội so đã chết còn khó hơn chịu. Nhưng là khi đó đường mật nàng không nói gì cả, nàng yên lặng cúi đầu, trầm mặt, yên tĩnh, vượt qua một cái thời thanh xuân. Chỉ có một người sẽ làm nàng có một chút gợn sóng, nàng luôn luôn chờ người kia đến mang nàng đi. Nàng ở ban đêm kêu tên của hắn, cho hắn viết thư, chiếc tinh tinh, chỉ là người kia chưa có tới nàng đối đường mật cảm tình thật phức tạp nàng hy vọng nàng hảo cũng không hy vọng nàng rất hảo nàng đồng tình nàng nhưng cũng đố kỵ nàng nhưng là hiện tại nàng xem đến cái kia nàng chờ nhân rất xa đi tới nàng tưởng nàng vẫn là đố kỵ nàng nàng tưởng đường mật nàng rốt cục thắng lợi sao nàng đợi đến hắn đến mang nàng đi rồi sao nàng rốt cục vẫn là đợi đến sao nàng hẳn là cho chút phút sao từ phong mặt màu trắng âu phục giống cái nhẹ nhàng vương tử, hướng nàng từng bước một đi tới, quần áo của hắn đều là thâm sắc, ngẫu nhiên mặc đồ trắng sắc cảm giác cũng không vi cùng, ngược lại phụ trợ hắn tuổi trẻ sạch sẽ khí chất. Từ phong ca, ngươi đã đến rồi. Đường đằng vũ cùng hắn chào hỏi. Tay hắn như vậy tự nhiên dừng ở nàng trên vai, hắn xem trong gương đường mật, mặt sắp kề sát tới tóc của nàng, như vậy chuyên chú. Đường đằng vũ cảm thấy hắn lúc này trong mắt chỉ có nàng một người, có lẽ là bản thân nhiều lo lắng, rõ ràng hắn không thích đường mật, nàng phi thường xác định. Hắn rốt cục thu hồi ánh mắt, nói với đường đằng vũ. Vất vả ngươi. Tay hắn dán tại đường mật bả vai vết sẹo thượng. Cái này cần có nhiều kỹ thuật tài năng vuốt lên thành như vậy. ngưu A. Đường đằng vũ theo dõi hắn thủ, có nhất thúc quan dừng ở trên tay hắn, cái kia bị hắn dán nhân nhất định cũng có thể cảm nhận được ấm áp một khắc kia nàng cảm thấy, đường mật trên người này vết sẹo không phải là mình đi vuốt lên, là hắn, chỉ có hắn tài năng vuốt lên nàng. Chúc lòng thành, từ phong ca. Đường đằng vũ nở nụ cười. Bọn họ thứ nhất tổ ảnh cưới là ở bên trong chụp, ánh đèn sáng lên, từ phong có chút không ở trạng thái, tân nương cũng không ở trạng thái. Nhiếp ảnh gia tỏ vẻ bản thân có chút đau đầu, cười một cái, các ngươi sẽ không cười sao. Tự nhiên cười, cà tím cà tím xuất ra không có gì cà tím hiệu quả hắn cảm thấy bọn họ cười đến giống mướp đắng nhưng là đường mật cảm thấy bản thân rất tốt nàng chỉ là không quá thói quen ở người khác trước mặt cười nhiếp ảnh gia quyết định làm cho bọn họ hôn môi từ phong suy cười một tiếng thân cái gì a à, đừng hôn các ngươi không thân quá a à. ân ừ. kia sao lại thế này ta cũng không cấp ép duyên cùng mua đến tân nương chụp áo cưới Cưỡng chế hôn nhân là phạm pháp. Ta là cái có câu đức tiết tháo nhân. Nhiếp ảnh gia nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong tay vẫn là ở chụp hình bọn họ. Chỉ là không có chụp đến đẹp mắt ảnh chụp. Đường Mật kéo kéo từ phong ống tay áo, nàng cúi đầu, ngồi ở cao chân ghế tựa, đem bản thân đầu xa bịt kính, "Ca ca, ngươi thân đầu ta xa sẽ không tính thân." Nhiếp ảnh gia nghe ra manh mối, "Ca ca. Các ngươi cái gì quan hệ?" chụp của ngươi chiếu, quản chúng ta cái gì quan hệ, dù sao không phải là ngươi nghĩ tới cái loại này quan hệ. Từ phong nhất châm kiến huyết. Ngươi có biết ta nghĩ cái gì? Nhiếp ảnh gia cười khổ, đầu năm nay hộ khách đều là đại gia, thật khó hầu hạ, hắn bắt giữ đến màn ảnh, đến đây đi, thân một chút, cỡ nào duy mỹ. Nhất thúc quan đánh vào đường mật đỉnh đầu, nàng ngồi ở cao ghế, rốt cục sẽ không so với hắn ải nhiều lắm, hắn cúi đầu xuống, hôn ở đầu nàng xa, cái trán của nàng, phản phất cũng hôn ở sở hữu ấm áp quan. Hoàng Mỹ Các ngươi chờ xem, này một tấm hình tuyệt đối có thể lấy ra đến phóng đại đặt ở đầu giường. Nhiếp ảnh gia lập hạ hùng tâm tráng chí. Buổi chiều, bọn họ quay chụp ngoại cảnh, từ phong có chút phiền, thể lực nhưng là vẫn được, chính là cảm thấy chụp lâu lắm. Hắn cùng đường mật nói. Ngươi còn chưa có chụp đủ sao? Lần trước ngươi cấp cao tới cùng Babi tổ chức hôn lễ cũng mới hơn 10 phút, chúng ta chụp một cái áo cưới muốn 24 giờ. Đường Mật dùng sức gật đầu. Ân. Chúng ta không thể hơn 10 phút liền xong việc sao? Nhiếp ảnh gia nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hơn 10 phút liền xong việc. Từ phong ánh mắt lợi hại quét Nhiếp ảnh gia liếc mắt một cái. Đường Mật không hiểu ra sao cúi đầu đi bọn họ đi tới một mảnh hoa hải dương, màu tím màu lam mộng ảo thông thường, đứng ở trung ương, nhiếp ảnh gia nói. Ta gọi các ngươi thân, ngươi liền thân nàng, biết không? Ngươi thân càng nhiều ta liền cho ngươi càng sớm trở về. Từ phong hỏi cách vách ánh đèn sư. Có thể hay không thay đổi người? Không được a, à, chỉ còn lại có hắn. Ánh đèn sư nói, lễ Noel mọi người đều vội ngươi cũng không phải không biết, đại gia ngài liền chấp nhận một chút đi, trở về ta liền nhường lão bản sao hắn. Từ phong biết sao là không có khả năng sao, trở về hắn sẽ đem việc này đã quên. Từ phong ở nhiếp ảnh gia bắt buộc hạ, hôn đường mật hơn 10 trương, hắn cảm thấy bản thân không phải là đứng mệt, hắn thuần túy là thân nàng thân mệt. Cái trán, lông mày, ánh mắt, tóc đều không buông tha. Hắn cảm thấy đường mật cũng mệt mỏi, đến tam điểm, thời tiết cũng có chút nóng, của nàng hãng xuất ra, hắn đem nàng đưa hoa đình hạ nghỉ ngơi tiền phương là một đám lớn màu tím huân y thảo hoa hải hắn đưa tay cho nàng lau khô mồ hôi thế nào nhiều như vậy hẳn? trang dung quá dày ca ca ta có phải là thật xấu đường mật hỏi hắn cẩn thận xem không cảm thấy nàng nhiều xấu gió nhẹ thổi tới mang đến một trận hương vị hắn đem của nàng toái phát vuốt tới sau tai đang muốn hảo hảo quan sát một chút nàng có bao nhiêu xấu nhiếp ảnh gia thanh âm ở sau người vang đi lên không nên động ta muốn vỗ từ phong vừa rồi bị mệnh lệnh thân nàng nhiều lắm lần nhiếp ảnh gia thanh âm cùng nhau hắn liền thấu đi qua hôn mặt nàng phản xạ có điều kiện tính hắn hôn mặt nàng hôn chần chờ một lát lại hôn nàng lỗ tai một chút của nàng lỗ tai phấn phấn hồng hồng giống trong trắng lộ hồng con thỏ nhiếp ảnh gia ca sát ca sát bắt giữ mấy chục trương cúi đầu vừa thấy máy ảnh miệng nói thầm Ngươi không phải nói các ngươi không thân quá a, à, như vậy thuần thục còn không có thân quá, lừa gạt ta không nói qua luyến ái mẫu thai solo. Chưa thấy qua trư ta còn chưa thấy qua trư thân ái nha. Đường Mật mặt lả tả bá hồng hồng, ca ca, ngươi vì sao hôn ta? Từ Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhiếp Ảnh gia bảo ta. Hắn không có gọi ngươi a. À. Đường Mật tố giác hắn. Hắn không có sao? Không có có ngươi lậu nghe xong ta không có lậu nghe có đường mật ngươi đừng xấu lắm thế nào cùng cái tiểu hài tử giống nhau ta không có ca ca xấu lắm đường mật nói hôn hai hạ chật có thể hay không cấp cái mặt mũi không cần vạch trần đều nói là nghe lầm a nghe lầm khẩu lệnh từ phong nghiêng đầu xem nàng được rồi ta thân đều hôn, ngươi xem rồi làm đi, tưởng như thế nào. Chương 15 5.3 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Năm của ngày cuối cùng, Gia Gia nói muốn mời dự học gia đình cuối năm đại hội. Vài cái thành viên tỏ vẻ hưng trí thiếu thiếu, chỉ có đường mật thật nể tình chuyển hảo ghế ngồi ổn. Gia Gia ngồi ở bàn ăn ghế tựa lên tiếng. Kết hôn là nhân cả đời bên trong tối quyết định trọng yếu, làm quyết định này sau, chúng ta về sau mỗi một bước đều phải quay chung quanh quyết định này đi triển khai. Cho nên cổ nhân nói thành gia lập nghiệp, trước thành gia mới có sự nghiệp. Đừng Mật tưởng gia gia những lời này đại khái là cố ý nói cho Từ Phong ca nghe. Từ Phong tranh cãi nói, cổ nhân nói cũng không nhất định liền chính xác thực. Cổ nhân cũng nói, ba tuổi định tám mươi, ba tuổi thời điểm Từ Ngọc Hằng tiểu tử này nhiều ngoan a, à, mỗi ngày muốn ta dỗ. Hiện tại hắn đều dám đánh ta. Hừ. Từ Ngọc hằng trừng mắt nhìn ca ca liếc mắt một cái, hắn còn đối hắn ghi hận trong lòng đâu. Hiện tại ai còn trước thành gia lại lập nghiệp, thế đạo như thế gian nan, ai mà không lập nghiệp sau mới thành gia. Từ Phong nói. Gia gia thủy chung ở hôn ám dưới đèn kiên trì bản thân lập trường. Gia đình mới là nhân sinh chuyện trọng yếu nhất, ngươi xem này làm đại sự nhân cái nào không phải là sau lưng có cái tốt đẹp gia đình chống đỡ. Từ Ngọc Hằng trong tay xoay xoay ma phương, sửa chữa Gia Gia lên tiếng, ngươi sai lầm rồi Gia Gia, ba ba liền không có gia đình, hắn đã ở nước Mỹ hỗn còn có thể. Ba người đó là người bình thường kia. Gia Gia dây giận, kết hôn đều kết ba lần, hiện tại ở bên kia đều cưới cái thứ ba lão bà. Đừng tìm ta đề hắn, đề hắn ta liền tức giận, hai người các ngươi huynh đệ nếu dám giống như hắn, ta liền cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Hừ. Gia gia quay đầu đi. Gia gia cũng là cái có tỳ khí gia gia, hắn hừ một tiếng, trốn trở về trong phòng đi tức giận. Đường Mật cảm thấy gia gia cũng rất nan, bởi vì hắn tức giận, không ai hội an an ủi hắn, ngay cả Phi Phi vẫn cũng không quan tâm hắn. Phản phất gia gia chỉ là gia gia, hắn chỉ là một cái trưởng bối ký hiệu hắn phản phất không xứng có được hỉ nộ ái ố, ngay cả cậu đều không đồng ý lý giải hắn. Mở ra tân một tờ, nên đón nguyên đáng. Một tháng nhất hào hôn lễ đúng hạn, đường mật thay truyền thống màu đỏ sườn xám lễ phục. Đây là gia gia yêu cầu, hôn lễ không làm Tây Phương kia một bộ, sẽ mặc trung thức người mới trang, sườn xám lễ phục luân đổi. Từ phong còn lại là đường trang hắc âu phục các một bộ luân đổi, chụp ảnh cưới ngày đó hắn là tuổi trẻ anh khí bức người, hôm nay hắn là trầm ổn đại khí có khí phách. Khang Kiều cùng đường mật ngồi ở tiếp khách trong khu. Từ phong ở tiếp đón buôn bán đồng bọn, đối với hắn mà nói, kết hôn càng như là một hồi cùng buôn bán đồng bọn liên hệ đầu mối thêm chốt, thừa dịp cơ hội này đã thông càng sâu mổ ta quan hệ. Google bác sĩ cố ý theo nước ngoài hội tới tham gia hôn lễ của nàng tiếng trung danh Cốc Ca là đường mật cùng Khang Kiều tiểu học đồng học, mọi người đều kêu nàng Cốc Y sinh, trước mắt nàng ở nước ngoài tiếng tu y khoa trung. Nha, người lão công hảo xoái nha, phía trước gặp các ngươi ảnh cưới ta không phát hiện hắn đẹp trai như vậy, cho nên đây là trong truyền thuyết chân nhân so thượng kính đẹp mắt. Cốc y sinh nói, ta lần đầu tiên thấy hắn cũng là cảm giác này, hắn loại này độ cao, khẳng định chính là chân nhân so thượng kính đẹp mắt. Khang Kiều tự cấp đường mật trang điểm lại. Ngươi lần đầu tiên thấy hắn khi nào thì? Cốc ca tò mò hỏi ngụy quốc tấn vào sân hắn một thân hưu nhàn tây trang ma đăng lại thời thượng quần tây đến mắt cá chân chân mang hàng hiệu giày chạy đua đường lão sư thật lâu không lâu vừa thấy ngay tại trong hôn lễ thật sự là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới a à. hắn xem hướng nàng đi tới từ phong nhỏ giọng hỏi ta có phải là muốn sửa miệng kêu chị dâu ngươi sửa đầu ngươi kêu đường lão sư trừ nói sao khang kiều trừng hắn liếc mắt một cái nấu. Nương nương. Hắn thủ thân mật khoát lên khang kiều trên vai, ngươi xem đường lão sư đều kết hôn, ngươi chừng nào thì có rảnh, cũng cùng ta kết hôn. Kết cái rắm hôn. Tưởng chập chờn ta. Tiểu tử, cầu hôn không phải như vậy cầu. Khang kiều đem của hắn mau tay cầm mở. Vậy ngươi nói, nên thế nào cầu? Ngụy quốc tấn khiêm tốn quay đầu xem từ phong, thỉnh giáo, từ tổng, ngươi nói một chút, Ngươi rốt cuộc là thế nào cùng Đường lão sư cầu hôn? Chỉ điều minh lộ. Hôn lễ trên vũ đài, Từ Phong cũng bị MC hỏi vấn đề này, hắn nhìn Đường Mật vài lần, không nhớ gì cả. Đường Mật thay hắn trả lời, chính là có một lần ở trên bàn cơm nói, cho ta ăn mứt táo. Mọi người cùng người chủ trì. Từ Phong rất kinh ngạc, còn có loại sự tình này. Người chủ trì yêu cầu Từ Phong hôn môi của hắn tân nương. Từ phong lúc này đây có kinh nghiệm, thân phía trước nói với đường mật. Lần này nhưng là hắn làm cho ta thân, ngươi đợi lát nữa nhưng đừng oan uổng ta thân ngươi hai hạ, một chút đều không được. Nga nga. Đường mật gật đầu. Hắn hôn nàng cái tráng một chút, người chủ trì nói không đủ, vì thế hắn hôn của nàng môi một chút, lại chủ động hôn của nàng lỗ tai một chút. Có kinh nghiệm người chủ trì lập tức nói. Xem ra Tân Lan thích chúng ta Tân Nương tử lỗ tai nha hắn hỏi từ phong có phải là tốt lắm thân từ phong bị buộc cùng đường chỉ có thể nói vẫn được đơn giản nghi thức sau hắn nắm tay nàng đi xuống gặp khách hộ hợp tác đồng bọn cùng với công ty đồng sự hăng hái từ phong bị đồng sự nháo uống một chút rượu có viên công cùng hắn nói lão bản về sau công ty đoàn kiến muốn nhường tẩu tử cùng nhau đến hắn không nói chuyện đường mật gật gật đầu nói tốt hắn liền đem nàng kéo đến khác cái bàn đi. Uống lên vài chén rượu, Từ Phong cũng có chút không thắng rượu lực, tiễn khách thời điểm, hắn đã đứng thẳng bất ổn. Khang Kiều đi toilet thời điểm, thấy hắn lung lay thoáng động liền cười cùng cốc ca nói, làm sao bây giờ? Hắn đêm nay như vậy làm như thế nào lão công thôi? Anh anh anh! Chẳng lẽ muốn chúng ta làm lão sư mật mật chủ động sao? Cốc ca đem nàng kéo đi toilet. Trong toilet, Khang Kiều điểm khỏa yên hấp thượng. Đường đằng vũ vào, thủ chỉ chỉ cấm yên dấu hiệu. Khang Kiều đem yên để ở trong toilet, nước trôi đi rồi. Đường đằng vũ thượng toilet đi ra ngoài. Khang Kiều kêu ở nàng. Đằng vũ, ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đường đằng vũ nghiêng đầu đối với nàng, cái gì? Khang Kiều nhìn chầm chầm nàng cái óc. Đại học thời điểm, tỷ tỷ ngươi gọi ngươi cho hắn mang cái này nọ ngươi gây cho hắn sao? Hôn lễ đã xong, đường quốc vinh thân là người chủ hôn chi nhất, là cuối cùng đi. Hắn lại không thích đường mật này nữ nhi, hiện thời cũng là lập gia đình, hắn biết nàng đối hắn ôm nổi hận trong lòng, hắn cũng không tất còn có nhiều thích nàng, nàng trách hắn không có làm được một cái phụ thân trách nhiệm, hắn cũng lại nàng gây cho hắn tối thất bại hôn nhân. Cha và con gái kiếp này duyên phận như thế, không thể nề hà chỉ hy vọng nàng không cần tha bản thân chân sau liền bãi. Lam phi cũng là trì đi một cái, nàng hôm nay nhìn đến đường mật cười đến vui vẻ như vậy, liền nghĩ tới hồi nhỏ lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng cũng là như thế này hướng bản thân cười. nàng từng đêm của nàng khuôn mặt tươi cười một chút tê nát, nhiều năm như vậy nàng lại chưa thấy qua nàng như vậy thuần túy tốt đẹp cười, nhưng là hôm nay nàng giống như lại có tươi cười, nàng cười đến như vậy ngọt, tốt đẹp như vậy hảo cho nàng tưởng lại tê toái một lần. Lam Phi gặp Đường Mật ngồi ở chỗ nghỉ, cố ý ngã chén nước đi đến nàng bên cạnh, không lưng cho nàng thủy. Mệt mỏi sao? Uống chén nước. Đường Mật không quan tâm nàng. Vừa rồi ta thấy đến cái kia Đường gia tiểu thư. Lam Phi cúi người tử xem ánh mắt nàng, chính là cùng Từ Phong từng có hôn ước kia một cái Đường tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng ở bên ngoài cùng ngươi Từ Phong ca nói chuyện đâu? còn động thủ động cước. Đường mật đi ra đại sảnh, xuyên qua khách sạn hành lang, nhìn thấy từ phong cùng cái dáng người cao gầy nữ nhân đứng chung một chỗ. Từ phong có chút uống say, mơ mơ màng màng nhìn đến đường mật đứng ở hôn lễ đại sảnh nhập khẩu, nàng dẫn theo váy, đầu thiên trôi qua, như là đang tức giận. Từ phong nhìn đường mật một hồi, nghe được cái kia kém chút cùng hắn kết hôn đường tiểu thư nói. Ngươi thực rất giỏi, nhanh như vậy tìm được nhà dưới, người khác cùng ta nói thời điểm ta còn không tin đâu. Nga, không tin cái gì. Không tin ngươi người như thế cũng sẽ chủ động muốn kết hôn. Đường tiểu thư xem hắn, ngươi trước kia cùng ta nói ngươi đối nữ nhân không có gì cảm giác. Còn nhớ rõ sao? Nàng đặt câu hỏi. Ngươi đối nàng là không đồng dạng như vậy sao? Cái gì? Từ phong cúi đầu xem đường tiểu thư, cảm thấy của nàng vấn đề có chút nhiều. Hắn nói mới nói tới đây, cảm giác phía sau lưng bị người tạp một chút. Nhìn lại, là đường mật. Nàng đứng sau lưng hắn lấy hòn đá nhỏ tạp hắn. Tốt lắm, bạch nhãn lan. Hắn tức giận đến ở trong lòng tưởng, nhưng là nhìn đến nàng tức giận mặt lại không tức giận. Có một số người tức giận hắn liền so đối phương càng tức giận, nhưng là có chút nhân sinh khí đi, hắn vừa thấy đã nghĩ cười, tỉ như đường mật, nàng ngay cả tức giận thời điểm biểu cảm đều là giống nhau như đúc. Giống như hắn tài trợ đồ chơi cái kia nhà trẻ, này nho nhỏ ban tiểu hài tử ở học tập làm vui vẻ cùng làm tức giận biểu cảm, bọn họ bị lão sư dạy học biểu cảm, vui vẻ là cử nhất tay hoan hô, tức giận là xoa chắp tay trước ngực quay đầu đi. Nàng lập tức nghiêng đầu, hắn đã nghĩ đến này tiểu bằng hữu, hắn cười đến nâng nâng cái trán, một mặt không thể nề hà, hắn hướng nàng thân đưa tay, làm cho nàng đi lại. Đường Mật còn đứng ở nơi đó, cách không hướng hắn làm tức giận biểu cảm đường tiểu thư xem từ phong khuôn mặt tươi cười cảm thấy hắn như là ở cười nhạo bản thân thẹn quá thành giận đưa tay cho hắn một bạt tay yên tĩnh hành lang kịch liệt một tiếng đùng đường mật khiếp sợ trố mắt tức giận đến nắm chặt hai tay nàng tưởng thay từ phong ca đánh trở về nhưng là nàng không dám động đường tiểu thư đánh xong nhân khí thế mười phần đốt giày cao gót đi tới đường mật trước mắt ngữ khí thật hướng ngươi chính là đường mật. Có biết hay không ngươi cái này gọi là hoành đao đoạt ái? Đường mật bị đường tiểu thư khí thế bước lui một bước. Đường tiểu thư lộ ra thắng lợi cười, nàng thông thả nâng tay, như là cũng muốn cấp đường mật một cái tác. Từ phong vài bước đến đường mật bên cạnh người, đem đường mật kéo đến bản thân phía sau, thân mình che chở, nhìn chầm chầm đối diện đường tiểu thư, ngươi chạm vào nàng một cái tóc thử xem, xem ta hội sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi hội sao? Đường tiểu thư thấy hắn như vậy bảo hộ, vũ phát tức giận, cũng có chút không cam lòng. Ngươi không phải là đối nữ nhân không cảm giác. Ngươi thử xem ta có phải hay không? Từ phong khiên nhanh đường mật thủ. Khang kiều theo trong toilet xuất ra, nhìn thấy tình cảnh này, ba cái nàng đều nhận thức, chậm rãi đi đến đường tiểu thư trước mắt, ta đoán là ai đến nháo, nguyên lai là ngươi. Vì cái nam nhân, ngươi phải muốn khiến cho như vậy không chê hạ giá. Đường tiểu thư cùng Khang Kiều nhận thức có chút áp không dưới mặt. Nàng truy vấn Từ Phong. "Từ Phong, ngươi cho ta nói rõ ràng, nàng đối với ngươi là không đồng dạng như vậy sao?" Từ Phong rất phiền, ngữ khí cũng không tốt, nhất không giống với chính ngươi sẽ không xem. "Ngươi không tư cách đứng nơi này." "Dựa vào cái gì?" Đường tiểu thư tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. "Hiện tại cùng ta kết hôn là nàng." ngươi nói dựa vào cái gì? Từ phong không để lối thoát nói, ngươi yêu cút kia hướng kia cút. Dám đụng nàng một chút ta liền động ngươi, thiếu ở trong này nổi điên. Hắn chụp nhanh đường mật thủ, hộ nàng ở sau người, như là thật lo lắng nàng sẽ bị đánh. Đường tiểu thư cuối cùng bị khang kiều mang đi. Trên đường trở về, đường mật đã quên tức giận, nàng ở trong xe hỏi. Ca ca, ta không giống với sao? Cái gì? hắn ở trong xe đang ngủ tựa vào trên người nàng ngữ khí rất nặng giống nhau không đồng dạng như vậy đường mật thì thào nói đẩy hắn một chút ngươi lại xấu lắm hắn ừ một tiếng vẫn là nắm tay nàng có quan lạc ở hắn cùng tay nàng trong lúc đó bọn họ ngón áp út nhẫn tướng chụp ở cùng nhau lần này nàng càng xác định ca ca hội bảo hộ của nàng nhất định hắn vừa rồi ánh mắt lại vì nàng lượng đi lên nguyên đáng có ba ngày ngày nghỉ đường mật sáng sớm rời giường trong phòng không có tìm được từ phong chạy tới trong viện hỏi gia gia ca ca đi nơi nào buổi sáng sáng sớm phải đi công ty chuẩn bị đi công tác gia gia đang ở cấp quả táo thụ tưới nước đường mật tưởng gia gia vì sao mỗi ngày đều ở tưới nước chợt nghe đến gia gia nói thụ cùng nhân giống nhau muốn hảo hảo tưới nước trân trọng mới có thể trưởng thành, cảm tình đều là trân trọng lý biến thâm. Ta đi tìm ca ca, cho hắn đưa bữa sáng. Đường mật xoay người đi rồi. Nàng cho hắn mua tiểu lung bao thịt gà bao thịt heo bao các loại bánh bao sủi cảo, mang bên ngoài hơn 10 bình sữa đậu nành, đưa công ty, lưu một phần cấp từ phong, còn lại giao cho trước sân khấu. Nàng cùng Lâm Lâm ngày hôm qua ở trong hôn lễ gặp qua, Lâm Lâm tiếp nhận bữa sáng cảm ơn lão bản nương. Từ phong đang học, xuất ra gặp được đường mật tọa hắn trong văn phòng, ánh mắt lưu lại một chút, hắn đi một chuyến nhà xưởng, đã trở lại, hắn nhìn đến trên bàn có bánh bao liền ăn vài cái, ăn xong rồi nói với nàng. Về sau đừng đến đây biết không? Muốn học nhân đẩy cửa vào được, cả trai lẫn gái, đều là ngày hôm qua ở trong hôn lễ gặp. Đường mật chỉ vào bữa sáng nói. Ta đến đưa bữa sáng bữa sáng đã bị từ phong ăn sạch, hắn nói. Hảo! Lần sau đừng đến đây. Chạy nhanh hồi. Ta đây đi rồi. Đường mật đứng lên, không phải là rất muốn đi. Chợt nghe đến từ phong ở kêu nàng. Trở về trở về. Nàng phản hồi đến, đứng ở hắn trước mắt, khác tham dự y nhân viên đã ở trong văn phòng ngồi ổn, chờ đợi học. Từ phong ở nàng trong tóc tìm một căn thảo, lấy ra đã đánh mất, này cái gì? đừng ở bên ngoài chạy loạn trở về đợi hắn nói được thật nghiêm cẩn vài cái nữ viên công hai mặt nhìn nhau sau nói hảo sủng nga bên ngoài nhiều người xấu từ phong mặt mày bất động giải thích của hắn sủng hắn không muốn bị viên công quá đáng giải độc nhưng là hắn càng giải thích lại càng là sủng hảo sủng hảo sủng nga viên công nhóm nói càng sủng sủng cái rắm ta là sợ nàng bị người đánh, giống tối hôm qua như vậy. Hắn còn tại ý đồ giải thích. Nhưng là vô dụng, viên công nhóm ăn bánh bao làm ăn bao quần chúng. Hảo sủng Nga, ngay cả nói đều sủng không hề sơ hở. Quên đi, hắn không nói chuyện rồi. Chương 16 6.1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nguyên đáng về sau, Tết âm lịch ngày nghỉ cũng nối gót tới, tiếp qua hơn một tháng, đường mật để lại nghỉ đông chưa từng có kia một năm nàng cảm thấy bản thân vậy mà cũng sẽ chờ mong phóng nghỉ đông nàng gửi thư tính tức cùng đang ở tham gia triển hội từ phong nói chờ trường học phóng nghỉ đông ta là có thể chuyển về nhà ở đây từ phong nói ngươi ở trường học ở là tốt rồi trở về trụ làm gì chạy tới chạy lui nhiều mệt đường mật nói ngày nghỉ trường học không ai a à, ta muốn trở về trụ ta muốn cấp Ngọc Hằng học bổ túc công khóa đâu. Trải qua nàng một đoạn thời gian học bổ túc, từ Ngọc Hằng thành tích đã theo 12 phút đề cao đến 29 phân, đường mật đem của hắn thành tích dán tại tin tức lý cho hắn xem. Ca ca, ngươi xem. Hắn ban đêm phát đến đây tin tức. Ân. Ừ. Thật lợi hại của ta đường lão sư. Đường mật. Ca ca, ngươi không cần bảo ta đường lão sư. Từ phong. Khi gọi cái gì? đường mật tưởng, không phải là hẳn là kêu lão bà sao. Tuy rằng là có điểm buồn nôn. Hắn liền phát ra một cái tin tức đi lại. Trong ngăn tủ có phân hiệp nghị, giấy trắng mực đen, ca ca không nghĩ khi dễ ngươi, hai năm sau hôn nhân kết thúc nhà kia chính là của ngươi, vui vẻ sao. Ngươi hiện tại cũng là 500 vạn phú ông cấp bậc. Nàng mở ngăn tủ, bên trong là có phân hôn nhân hiệp nghị, còn có một phần phòng khế. Ân, cuối cùng cũng là cái có phòng ở người, nhưng là vì sao cũng không có cảm giác đến vui vẻ đâu. Ngoài cửa sổ bảo cắt sa vang, thanh táo thụ cành lá ở trong gió lắc lư, đông đưa bộ dáng như là hai người ở huy kiếm đánh nhau. Đường mật xem chúng nó, cành lá một hồi hướng tả, một hồi hướng hữu, có khi chúng nó đánh túi bụi, có đôi khi chúng nó lại cách thật sự xa, mà nàng phân không rõ chúng nó ai thắng ai thua. Ba Bi đã thay đổi trụ địa phương, nàng hiện tại ở tại ca ca trên bàn, nàng cùng cao tới nắm tay, ánh mắt cũng không bị bịt kín mảnh vải, nàng thoạt nhìn giống như rất vui vẻ, trừ bỏ cao tới không khiên tay nàng thời điểm, nàng thoạt nhìn hội tương đối xa xúc. Tỷ như hiện tại. Đường mật nhớ được, ngày đó, tổ chức hôn lễ, sau, bọn họ là tay trong tay, nhưng là hôm nay bọn họ lại tách ra đứng, cao tới cầm trong tay kiếm. Búp bê Barbie cầm trong tay một cái ngàn hy niên hạng lượng bản mới có đại ca đại, điều này cũng là Barbie lưu lại thời đại ký ức. Đường mật đem Babi di động giấu đi, đem cao tới trong tay kiếm cũng giấu đi, áp ở hôn nhân hiệp nghị cùng phòng khế văn kiện phía dưới. Nàng đem Babi tay nhỏ giao đến cao tới bàn tay to bên trong, làm cho bọn họ tay nhỏ kéo bàn tay to, giao đãi cao tới. Không được buông tay. Nguyên đáng sau tân thứ hai, thời tiết chuyển mát, vườn trường Pháp quốc ngô đồng rất cái sạch sẽ, lá cây phủ kín chỉnh con đường, nhân đi dưới tàn cây, có học sinh ở sau người bắt giữ phong cảnh đồ. Này giáo nói không biết khi nào bắt đầu, biến thành này tòa vườn trường võng hồng lộ, rất nhiều có nghệ thuật tế bào đồng học chụp ảnh sau co đồ thượng truyền, trở thành rất nhiều văn nghệ tiểu tươi mát ham thích nơi. Hơn nữa này tòa đại học phong cách học tập tự do duyên cớ, dần dần có ngoại giáo đồng học đi lại thải phong. Mỗi ngày nhân đi ở này giáo trên đường, đều có cơ hội bị dừng hình ảnh ở động lại trong ảnh chụp trở thành nháy mắt tốt đẹp, truyền thông càng bố, có lẽ người người có thể nhìn đến ngươi tốt đẹp bóng lưng. Thời đại này đề cao rất rất nhiều tân sự vật, tân lạc thú, tân hướng gió, như vậy còn có cái gì là mãi mãi không thay đổi sự vật sao? Đường mật nghĩ vấn đề này, đi vào lớp học lý. Nàng hôm nay tới đặc biệt sớm, lớp học không có mấy người, hi hi lạc lạc phân tán ở lớn như vậy cầu thang trong phòng học các góc lần trước đại biểu tập thể hỏi hắn có hay không bạn trai nam đồng học bạch thiếu ninh thấy nàng sáng sớm đến đây hấp hoàng cuối cùng mấy khẩu sữa đậu nành thùng 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 chạy thùng rác quăng xong rồi cái chai hướng trở về phòng học cùng đường lão sư chào hỏi đường lão sư ngươi hôm nay thế nào sớm như vậy hắn không lưng cho nàng khai máy tính sát bản đen lau bàn của hắn ân cần quá mức thu hút sự chú ý của người khác hắn hỏi đường mật đường lão sư Ngươi nguyên đáng đi nơi nào chơi sao? Ân. Ừ. Đường mật cục đầu xuống nói, ta đi kết hôn. Nàng nói. Ngươi không cần luôn là giúp ta sát bản đen, lau bàn, khai máy tính. Bạch thiếu ninh không hiểu ra sao gật đầu, vì sao lão sư muốn nói như vậy. Hắn thầm mến nàng rõ ràng như vậy sao? Nhưng là nàng Mỹ, cho nên nàng nói cái gì đều đúng, hắn tưởng bài trừ một cái tươi cười, nhưng hắn giống như cười không ra, đường lão sư, chúc mừng ngươi. Tân hôn vui vẻ. Vĩnh kết đồng tâm. Hắn đem bản thân có thể nghĩ đến lời khấn đều muốn một lần, sinh ra sớm quý tử, quý nữ, mọi sự như ý, sự nghiệp thịnh vượng. Đây là hắn có thể nghĩ đến sở hữu chúc phúc. Cám ơn ngươi nha. Đường mật mở ra thư, nàng cúi đầu đọc sách thời điểm, có toái phát rơi xuống, cúi ở trên mặt, đẹp đẽ như vậy. Bạch thiếu ninh chậm rãi dơ lên khóe miệng. Đường lão sư, ta trước kia gặp qua của ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ đâu. Nàng phản phất một điểm không ngoài ý muốn, Bạch Thiếu Ninh nghĩ rằng, giống như không có chuyện gì tình có thể nhường Đường lão sư cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên nàng mới như vậy đặc biệt sao? Trước kia ta còn là cái lần đầu học sinh, ngươi khẳng định không nhớ rõ. Bạch Thiếu Ninh sờ sờ cái óc. Năm ấy ngươi là thi cao đẳng trạng nguyên a chúng ta chủ nhiệm lớp đem ngươi mời đến chúng ta lớp đến truyền thụ kinh nghiệm. Nga Nga Đường lão sư như trước là một điểm gận sóng đều phím không dậy nổi đâu, Bạch Thiếu Ninh cảm thấy cái kia có thể làm cho nàng ánh mắt lượng lên nhân nhất định thật vĩ đại. Khi đó ta thành tích rất kém. Bạch Thiếu Ninh nói, ngươi lên tiếng sau khi kết thúc, rất nhiều người đi tìm ngươi ký tên A à, ha ha, ta cũng là trong đó một cái thôi. Sau đó đâu, ta cũng đi tìm ngươi ký tên, ngươi nhìn đến ta thành tích. Nói ngươi muốn cố lên nha. Trả lại cho ta của ngươi bút ký đâu. Bạch thiếu ninh trên mặt lộ vẻ tuổi trẻ tốt đẹp thuần khiết tươi cười. Đường mật mở ra tân một tờ thư, ta cho mỗi người một cái bút ký. Nhưng ta là nhìn của ngươi bút ký mới thi được nơi này. Bạch thiếu ninh xem trong ánh mắt nàng có tôn trọng, chờ mong, còn có ái mộ. Ân, cố lên. Nàng không biết, nàng câu nói đầu tiên sẽ làm hắn vui vẻ cả một ngày đường lão sư ngươi nhớ được của ngươi bút ký có ghi quá như vậy một đoạn nói sao bạch thiếu ninh nói sáu năm trước một ngày nào đó trong lòng ta đột nhiên xuất hiện một đạo xinh đẹp mềm nhẹ thải hồng hắn luôn luôn không từng biến mất giống một đạo hỏa diễm kiều thiêu đốt của ta tâm ngươi đối ta rốt cuộc là cái gì cảm giác giống sau cơn mưa bầu trời thải hồng sao vẫn là Thải Hồng ở hồi lâu trước kia đã biến mất. Ta đang đợi của ngươi đáp án. Đường mật xem xa xa mổ một điểm nói. Khi hình như là một câu điện ảnh lời thoại đâu. Nhưng là ta khi đó cảm thấy, ngươi nhất định có rất người trong lòng. Bạch Thiếu Ninh thấp giọng hỏi. Lão sư, kia cũng là ta nghĩ nói với ngươi nói. Ngươi rốt cuộc đợi đến của ngươi đáp án sao? Bạch Thiếu Ninh xem nàng, trong mắt đựng sáng rọi khi đạo thải hồng không có biến mất. Hắn chính là cùng ngươi kết hôn người kia sao? Nếu là, ngươi nhất định thật thích thật thích hắn đúng không? Đường mật ngửa đầu xem hắn, trong mắt cũng đựng quan. Ân. Ừ. Đường mật hồi ký túc xá sau, đem bản thân laptop theo đáy hòm lý lục ra đến, thật sự ở ngữ văn trên laptop tìm được đoạn này nói, nhưng là đại học về sau, nàng sẽ không lại nhìn. Viết xuống đoạn này nói thời điểm, từng là nàng tối dày vò ngày hắn đã từng đi vào của nàng lĩnh vực phía trên xoay quanh lớn tiếng hướng của nàng địch nhân hạ chiến thư tuyên chiến. Nàng luôn luôn tại chờ hắn. Theo đi qua đến bây giờ, hắn luôn là lúc nào cũng khắc khắc đối nàng địch nhân tuyên chiến, nếu của nàng địch nhân là cô hồn giả quỷ, như vậy hắn nhất định là đã bại cô hồn giả quỷ chiến sĩ. Tuy rằng của nàng chiến sĩ nói, chỉ có thể kết hôn 2 năm. Khởi phong, đường mật đem cửa sổ xương rồng thu vào được nàng hướng cửa sổ hạ chuối tây thụ nhìn lại, hôm nay không nhìn thấy cái kia tiểu cô nương. Nghe Trương Bình lão sư nói nàng cũng có mấy ngày chưa thấy qua ôm điềm điềm, là sinh bệnh sao. Khang Kiều hẹn nàng cùng cốc y sinh đi ra ngoài ăn cơm, ngay tại các nàng thường đi kia gian âm nhạc bữa đi. Cốc y sinh ngày nghỉ sau liền muốn hồi trường học học tập, đêm nay là hôm sau phụ nữ lần đầu tiên tụ hội, cũng là cốc y sinh cáo biệt hội, Khang Kiều rất coi trọng, thay một thân có vẻ nàng đặc biệt trắng nõn cao gầy cổ chữ vê váy khang kiều vừa vào cửa chính là toàn trường tiêu điểm nàng luôn là thói quen trở thành mọi người ánh mắt truy đuổi nàng tự tin thành thục có này tuổi độc thân nữ tính sở hữu mị lực đường mật hôm nay vì tỏ vẻ thân phận của tự mình thay đổi cũng mặc kiện quần áo mới thời tiết hơi mát đây là kiện màu trắng áo bành tô nổi bật lên sắc mặt nàng trắng nõn nàng đem tóc quảng thành búi tóc bàn ở sau đầu trước Khang Kiều thấy nàng rốt cục thay đổi cái kia 10 năm không thay đổi kiểu tóc, liền cười rộ lên. Trước kia nhân có phải là nói kết hôn phải bàn phát? Ngươi nhưng là thật hợp với tình hình. Đường lão sư, tân hôn vui vẻ sao? Cốc y sinh truy vấn. Ân, kích thích sao? Khang Kiều nâng cầm hỏi. Ân. Đường mật nói, vì thỏa mãn mọi người chờ mong, nàng gật đầu nói. Kích thích. Qua chi tiết chi tiết chúng ta là thành thục đại nhân, chúng ta muốn nghe tình hình cụ thể phân giải động tác phân tích tốt nhất là có hình ảnh video clip cái loại này. Đường mật trà sát trà sát mặt. Không có video clip. Khi đi, đã nói nói tình hình cụ thể phân giải là được rồi. Chúng ta là thật dễ dàng thỏa mãn nhân. Nói một chút, theo trở về vào cửa sau đều làm cho ta cái gì, không gì không đủ, ngay cả điều tóc ti đều phải giảng. Đường mật nói sau khi trở về từ phong ca liền đang ngủ. Ngủ ở chỗ nào? Trên giường. Đường mật nói. Hắn ngủ một nửa liền bản thân đi trên đất ngủ. Ta cũng đi trên đất ngủ. Sau đó hắn đem ta ôm lên đây. Sau đó liền cùng nhau ngủ sao? Cho nên hắn là không bỏ được ngươi ngủ trên đất sao? Cốc y sinh cảm thấy bản thân vụn trộn lấy đến một cái đường. Anh anh anh. Thân ái sao? đường mật nói hắn uống say cốc y sinh lên tiếng cho nên không có gì cả phát sinh ta vừa còn tưởng khen ngươi bổng bổng đâu tạm thời không có khang kiều chật một tiếng từ phong sao lại thế này nên sẽ không thực không được vậy nhìn hắn về sau biểu hiện về sau muốn hội báo biết không đường mật kháng cự không cần mệt ta đem ta cùng ngụy quốc tấn sự tình đều nói cho ngươi là chính ngươi muốn nói a à. đường mật phục tùng được rồi khang kiều xem đường mật cười ngày đó ta cùng cốc y sinh cùng nhau đưa cho ngươi tình địch đường tiểu thư đi trở về ta cùng nàng là ở bạn trai trước sinh nhật hội thượng nhận thức gặp qua hai ba lần cũng không thục nhưng là ngày đó nàng luôn luôn hỏi ta vì sao vì sao vì sao ta nào biết đâu rằng vì sao ta là thần tiên cốc y sinh bổ sung giải thích đường tiểu thư nói nàng luôn luôn cho rằng từ phong là cá tính lãnh đạm cho rằng hắn không được cho nên mới không đồng ý kết hôn khang kiều kiêu ngạo ưỡn ngực ta liền cùng nàng nói từ phong hắn làm sao có thể không được hắn đem ta khuê mật hầu hạ được không tức chết nàng khụ khụ sau đó nàng liền hối hận ở trong xe khóc đâu ngươi cẩn thận một chút nàng muốn tới thưởng của ngươi nam nhân cốc y sinh bổ thượng một câu nàng nói nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khang Kiều nở nụ cười. Tức giận. Đường mật bả đầu thiên đi qua. Ân. Tức giận đến nắm chặt rảnh tay. Đường lão sư, ngươi đây là cũng bắt đầu học hội ghen tị sao. Thúc y sinh cảm giác bản thân phát hiện chút gì. Đường mật gật gật đầu, kỳ thực nàng cũng có phát ra thấy. Nàng bắt đầu có mổ ta trước kia chưa bao giờ quá cảm giác, cảm giác đến nguy cơ, cảm giác đến thất lạc, cảm giác đến tức giận, nhất là cùng từ phong có liên quan thời điểm. Ban đêm, nàng cấp từ phong gửi thư tính tức. Ca ca, đường tiểu thư cùng Khang Kiều nói nàng sẽ không bỏ qua ta. Làm sao bây giờ? Chương 17 62 Có làm nói Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Từ phong hai ngày sau trở về, nói cho nàng nàng nếu dám tìm ngươi ngươi cho nàng đi đến tìm ta. Nàng nếu dám đánh ngươi ngươi làm cho nàng đánh phía trước nghĩ rõ ràng mới hạ thủ. Đường mật nghiêm cẩn gật gật đầu, khi nàng hay là muốn đánh ta làm sao bây giờ? Hắn đang ở trên bàn cơm cho nàng bóc vỏ quyết ăn. Nàng ăn một khối quýt, ánh mắt liền nheo lại đến, động tác lặp lại, liền cùng đặt ra tốt giống nhau. Từ phong bản thân cũng ăn một mảnh quyết, có như vậy toan sao? Là ngọt. Đường mật chỉ vào kia túi nàng mua đến quyết, mua thời điểm bài tử thượng viết hai chữ bao ngọt ta mới mua. Nhân gia viết ngươi sẽ tin. Từ phong cho nàng lột hai cánh hoa quyết, để lại ở trên bàn cơm, ngay cả quyết ti đều cho nàng tê sạch sẽ, chính hắn cũng chưa như vậy hầu hạ quá bản thân, khang kiều cùng ngươi nói cái gì. Đường mật ăn hắn bát cốt quyết, hiếp thải hồng kiều giống như ánh mắt nhìn hắn, không nói cái gì. Nàng nói đường tiểu thư muốn đánh ngươi đường mật lắc đầu. Không có ngươi hạt lo lắng cái gì. Từ phong liếc nhìn nàng một cái. Ta lo lắng nàng đánh ta thời điểm ngươi không kịp quá tới cứu ta. Đường mật vòng vo đảo mắt tinh. Từ phong ừ một tiếng. Ta đây muốn hay không gọi điện thoại đi cảnh cáo nàng, không cho ngươi đến động đường mật. Ngươi là học sinh tiểu học. Đường mật ăn ăn quyết, từ một tiếng, trọng lượng nói. Quên đi từ phong xem mặt nàng nở nụ cười một tiếng. Tiếp tục cho nàng bóc vỏ quyết. Đường mật, ngươi đã qua bán manh niên kỹ ngươi biết không? Từ Ngọc Hằng đứng ở nhà ăn góc, cầm trong tay một cái, bao ngọc, quyết, đã vây xem trận này toa người chết bán manh đại hội hảo một trận, hắn không khách khí vạch trần đường mật, ngươi. Không được ở ca ca trước mặt bán manh. Trang đáng yêu. Đường mật yên lặng buông xuống ánh mắt, đưa tay cầm hai cánh hoa quyết ăn không cho nói nàng. Từ phong lấy ra trong gói to cuối cùng một viên quyết, không lớn không nhỏ, kêu tỷ tỷ. Hừ, còn có ngươi, ca ca, ngươi cũng không e lệ, giống dỗ tiểu hài tử giống nhau dỗ bản thân lão bà. Từ Ngọc Hằng yên lặng viết quá mức, thật không vừa lòng, ngươi vuốt bản thân lương tâm tưởng, ngươi có như vậy dỗ quá ta sao? Từ phong đem từ Ngọc Hằng lời nói nhô lên cao khí, hắn đem cuối cùng một khối bát cốt quyết phóng trên bàn, cúi người nói với đường mật. Đừng ăn nhiều lắm, trời lạnh. Đường mật gật đầu, ân, ca ca. Từ phong đi phòng khách xem tin tức, tin tức đang ở truyền phát ngày 22 tháng 12 thâm quyến bảo an ngược đồng án kiện tân tiến triển. Cảnh sát thông báo video clip bên trong gia bạo tình huống là thật, nhưng là pháp y kiểm tra tiểu cô nương khi, tìm không thấy rõ ràng vết thương. Không có vết thương làm chứng, khó có thể cấu thành cố ý thương hại tội vô pháp đối này thân sinh phụ mẫu hình phạt. Từ phong nhìn thoáng qua, vòng vo cái đài. Đường mật nhìn chầm chầm từ phong ở dưới ánh đèn căng thẳng sườn mặt. Ca ca, của ngươi quan điện xếp gỗ công tác tiến triển thuận lợi sao? Vẫn được. Từ phong nói, còn có tiến bộ không gian. Đường mật hỏi hắn. Vì sao muốn ở xếp gỗ bên trong gia nhập quan cùng điện? Nàng nhớ được bản thân phía trước đùa xếp gỗ đều là đầu gỗ, nhưng là hiện tại xếp gỗ xa xa không chỉ là một khối đầu gỗ tin tức hóa trí năng hóa thời đại xếp gỗ nếu còn chỉ là đơn giản hợp lại đáp vô pháp hấp dẫn đứa nhỏ ánh mắt phải gia nhập tân kỹ thuật hắn chỉ di động bên trong công ty trước đó không lâu mới nghiên vọng lại cơ giáp xe plastic quan điện xếp gỗ nó sắc thái tiên minh ngoại hình khốc huyển mỗi một cái đồ chơi đều là một cái tác phẩm nghệ thuật bên trong mỗi một cái linh kiện chính là một cái khuôn đúc thiết kế trình độ cùng tiêu chuẩn đều phi thường cao hắn nhắc tới đồ chơi ánh mắt hội sáng lên đến đường mật xem từ phong ánh mắt bước tiếp theo còn có thể gia nhập cái gì bước tiếp theo gia nhập người máy biên trình bồi dưỡng đứa nhỏ biên trình tư duy lại bước tiếp theo đâu còn chưa nghĩ ra đâu từ phong cười sao có thể tưởng xa như vậy hiện tại ai mà không đi trước một bước là một bước cũng có khả năng bước tiếp theo đều đi không đi xuống toàn công ty cuốn gói rời đi. Của hắn điều khiển lại đổi đến cái kia xã hội tin tức, trên TV như trước ở bá báo nữ đồng bị ngược án kiện chuyên đề, hắn nói. Thế giới chính là như vậy tàn khốc, không có đồng thoại. Đường mật gật gật đầu. Ca ca cố lên. Yên tĩnh trong thư phòng, từ Ngọc Hằng đang ở cân nhắc ca ca công ty tân nghiên vọng lại đại guồng nước tân xếp gỗ đồ chơi. Đó là một chất kiểm không quá quan chỗ thiếu hụt đồ chơi từ Ngọc Hằng chơi một hồi sẽ không chơi, đừng mật, ca ca luôn là nói của hắn đồ chơi chế tạo ra đến phi thường vất vả, trải qua vô số người mồ hôi, nhưng là ta cảm thấy hắn khổ cực như vậy, làm được đồ chơi cũng không phải đặc biệt hảo ngoạn. Đừng mật, đó là bởi vì ngươi đã qua chơi đồ cụ thời gian A. Nàng thưởng thức cụ nhặt lại, xoa xoa đặt ở trên bàn. Từ Ngọc Hằng nói, ta hôm nay muốn viết viết văn, đầu đau quá, viết văn đề mục là của ta nguyện vọng đường mật ngươi có nguyện vọng sao không có vậy ngươi sau khi lớn lên muốn làm cái gì hôm nay lên lớp lão sư hỏi chúng ta này ta không biết cũng là ngươi đều trưởng thành rồi từ ngọc hằng hỏi ngươi nói ta lớn lên muốn làm cái gì hảo ta nghe ngươi nhưng ta không cần làm ca ca người như vậy từ ngọc hằng bổ sung vì sao một điểm cũng không khóc hắn khổ cực như vậy cũng luôn là thất bại từ ngọc hằng ghét bỏ nói hắn còn không có tiền tiền ngươi cảm thấy có cái gì là tương đối khóc lại không phiền lụy cũng sẽ không thất bại gì đó ta tạm thời không nghĩ tới từ ngọc hằng nói nhưng ta nghĩ ta có thể trở thành giống cao tới giống nhau nhân đó là ta thích nhất một cái đồ chơi nhưng là ca ca lại không cho ta từ ngọc hằng trịnh trọng nói đường mật ta nghĩ của ta nguyện vọng có thể là cứu vớt địa cầu giống con nhện hiệp hắn cũng là cái học sinh trung học đâu đường mật ngươi cũng cùng ta cùng nhau sao cùng nhau cái gì cứu vớt địa cầu ta ta không được ngươi nhưng là lão sư lão sư cũng có rất nhiều không hiểu sự tình a à hơn nữa đường mật nói cứu vớt địa cầu rất mệt trước khi ca ca luôn là hát một bài hát. Cứu vớt địa cầu rất mệt, tuy rằng mỏi mệt, nhưng ta còn là hội, từ Ngọc Hằng nói. Ca ca giống cái bệnh thần kinh, đừng mật, ngươi về sau liền sẽ phát hiện, hắn có đôi khi so với ta còn ngây thơ đâu. Hắn còn thích một bên tắm rửa một bên ca hát, hắn nhất ca hát ta sẽ ở toilet bên ngoài kêu khó nghe đã chết, hắn cảm thấy thật không có phây sẽ không hát. Nga nga từ Ngọc Hằng phát hiện đường mật cũng không có đang nghe của hắn nguyện vọng, chỉ có Phi Phi, nhưng là Phi Phi là một cái cẩu nhi, hắn trừ bỏ ăn cơm hắn cái gì cũng đều không hiểu. Từ Ngọc Hằng viết xuống, của ta nguyện vọng. Của ta nguyện vọng là làm một cái cứu vớt địa cầu, hoa điệu, thế giới siêu nhân, ta nghĩ, ở cứu vớt địa cầu phía trước, ta khả năng muốn trước học tập xong chương côn cùng võ thuật. Đường mật, ta quyết định, của ta lý tưởng vẫn là cứu vớt địa cầu, theo ngày mai bắt đầu ta liền học tập võ thuật, học tập võ nghệ cao cường. Phi Phi ngồi sổn trên mặt đất, ngơ ngác xem từ Ngọc Hằng, nó tưởng tiểu chủ nhân thế nào như vậy ngốc Nga. Cứ vớt địa cầu, địa cầu sẽ tốt sao? Đường mật hỏi. Không ai cứ vớt lời nói không phải là càng nguy sao. Từ Ngọc Hằng nói, bất kể, dù sao ta liền viết nguyện vọng này. Hắn lả tả bá viết. Đường mật cùng hắn nói. Cứ vớt địa cầu phía trước, toán học tốt nhất muốn đề cao đến 50 phân. Hắn viết xuống cuối cùng một chữ, nghĩ rằng, vì, nguyện vọng, vậy tận lực đi. Đã đến một tháng trung tuần, thời tiết càng ngày càng lạnh. Tới gần cuối kỳ, các học sinh có chút bắt đầu đang chuẩn bị kiểm tra, đến kiên trì tham gia cái bụng vũ huấn luyện đồng học ít ỏi không có mấy. Đừng mật bởi vì đại gia vắng học, nhưng là chiếm được cái một trọi một cao chất lượng dạy học bạch diễm chỉ đạo của nàng cơ bản động tác đường lão sư chiếu ngươi này học tập tốc độ nghĩ đông đều có thể tiếp diễn xuất a lại hỏi nghe nói ngươi gần nhất kết hôn ân a khi thế nào còn không giao bài tập bạch diễm nói ngươi có thể cho ngươi lão công cho ngươi lục video clip a hắn hội trước mắt sáng ngời đường mật thật nghiêm cẩn gật đầu tuần sau liền giao nga không có việc gì ta nói đúng là nói kỳ thực ta không quá kiểm tra bài tập chính là tiểu tuyết xếp nhiều làm giao bài tập cái trò này ta trước kia dạy học rất ít nhường đệ tử giao bài tập đệ tử trở về có hay không luyện tập ta vừa thấy chỉ biết lừa không được ta bạch diễm cười một tiếng tự tin ưỡng ngực ta cũng không phải mới xuất đạo giáo luyện dĩ hảo có kinh nghiệm a hoàn hảo ta làm này một hàng cũng có 10 năm mười mấy tuổi liền bắt đầu khiêu vũ đáng tiếc không có gì tiến triển không gian Bạch Diễm thở dài, khiêu vũ này chức nghiệp, là cái tuổi trẻ cơm. Ân, ừ. Ngươi còn có thể có cơ hội. Ta đã bỏ lỡ tốt nhất tuổi. Ngươi cũng kết hôn, kỳ thực cũng nên minh bạch, nữ nhân thời gian cũng liền vài năm nay, sinh đứa nhỏ cũng là giống nhau đạo lý, mỗi người đều thúc giục ngươi đi phía trước, thời gian chỉ cho ngươi một chút, có khả năng không đợi đến hoa khai liền cảm tạ. Bạch Diễm vẫn là thở dài. Đại khái là cảm thấy mọi người đều là đã kết hôn phụ nữ, nàng lôi kéo Đường Mật cùng nàng tố khổ. Hiện tại y học phát đạt không thành vấn đề. Đường Mật khuyên nhủ: "Ta nam nhân nói một cái hài tử liền quá mức, không muốn lại sinh một cái." Hắn hiện tại đã nghĩ đào tạo sâu, hảo xuất ngoại đâu, nam nhân tâm trảo không được a, à, muốn là không có này nữ nhi thì tốt rồi, ta nghĩ bản thân sinh một cái. Đúng rồi, người nam nhân là làm cái gì? Làm đồ chơi Khi hắn nhất định rất yêu ngoạn Bạch Diễm hỏi Hắn đối ngươi tốt sao Đường mật nhớ tới hắn ngồi ở dưới đèn cho nàng bắt đậu phộng bóc vỏ quyết, gật đầu Tốt lắm Đường mật ăn xong rồi cơm chiều, ở đàn lý rống một tiếng Ta hôm nay vận động Khang Kiều nói Đừng khoe ra, khiến cho bản thân thật nghiêm cẩn thật tiến tới cuộc sống dường như Một đôi so với ta liền suy súc hôm nay cả một ngày đang làm việc vì sao ta liền sống được như vậy mệt đâu vì sao không công bằng cốc ca ta hôm nay cũng vận động người trưởng thành thế giới các ngươi không hiểu thật sự là mở ra làm trò là dư y sinh sao bí mật đường mật vây xem người trưởng thành thế giới một vòng cùng từ phong nói ca ca ta đêm nay phải đi về ngủ nàng thứ hai là khai gia gia đưa của nàng xe tới được ảnh lâu người ta nói tối hôm nay muốn đưa ảnh cưới phiến khung đi lại thuận tiện cho bọn hắn trang bị nàng phải về nhà lý đi chỉ huy bọn họ dọn xong liền đặt tại giường trung ương nàng cố ý tuyển kia trương ở huân y thảo hoa đình hạ từ phong trộm thân nàng lỗ tai hai hạ ảnh chụp từ phong nói ngươi đã trở lại tính toán ngủ kia đường mật ngủ giường từ phong ta đây ngủ kia đường mật cũng ngủ giường từ phong nói đường mật ngươi đừng xấu lắm đường mật ta không đùa lại ca ca xấu lắm không nhường ta ngủ từ phong ngươi nói lại lần nữa đường mật giống học lại cơ giường như ca ca xấu lắm không nhường ta ngủ từ phong đang ở đưa vào một lúc sau đem di động đổ chụp ở trên bàn hỏi tọa đối diện lâm bàn đêm nay đi nhà ngươi uống rượu lâm bàn cực đại thân mình chấn động uống rượu không tốt đi ta muốn đi ngủ ôi làm sao ngươi còn không trở về nhà về nhà làm gì a à, a à, ngủ a à, ngươi không cần trở về bồi lão bà ngươi kết hôn còn chưa ngủ quá ngươi thủ sống quả ngươi chật truyền thuyết đều là thật sự lâm bàng tổng kết tính lên tiếng đau lòng tiểu tẩu tử từ phong bắt giữ trọng điểm ngẩng đầu liếc hắn một cái cái gì truyền thuyết lâm bàng ta không nói gì bóng đêm rất sâu Đường mật đi đi trường học phía nam lái xe nơi này là trường học tối hẻo lánh đất mang chuyên môn cấp giáo sư đổ ô tô xe dời thời điểm nàng cảm thấy bản thân xe vừa động giống như quát đến một cái này nọ bánh xe mềm yếu nàng cả kinh, biết hỏng bét. Đường mật xuống xe, trên đất là một cái bị đè chết hắc miêu. Nàng rút lui, không ngừng rút lui, vừa rồi còn không có. Tỷ tỷ, là ôm điềm điềm tiếng nói, không phải là ngươi đè chết miêu miêu, là ta. Đường mật thủ đang run run. Tỷ tỷ, không phải. Miêu miêu vừa rồi liền chết đói. Ôm Điềm Điềm kéo kéo quần áo của nàng tay áo ngươi làm sao mà biết ta xem nó thật lâu ngươi ở trong này ngồi bao lâu theo đêm qua ta liền ở trong này rất lạnh của nàng màu đỏ áo khoác liệt một cái lỗ hổng a di làm cho ta ở bên ngoài đợi đợi cho đi bất động nàng liền sẽ tìm đến ta đường mật xem kia chỉ đông chết trên mặt đất mèo hoang nàng ghé mắt không đành lòng xem nó thật là đói chết sao ôm điềm điềm chỉ vào kia con mèo ta ngồi ở chỗ này thời điểm miêu miêu cũng nhìn đến ta ta nghĩ bản thân nếu biến thành này con miêu thì tốt rồi nó nhanh như vậy liền đói nho nhỏ đi bất động nhưng là ta lớn như vậy thế nào đói cũng vẫn là đi được động ta nghĩ đem bản thân đói chết giống như nó bóng đêm âm trầm phong quát ở yên tĩnh ban đêm giống gào khóc thảm thiết là có vọng lại tỷ tỷ vì sao ta không thể giống miêu miêu giống nhau tác giả một hạ chương báo trước. Hẳn là có lần đầu tiên cùng phòng đi. Khả năng có. Mặt dễ thương hai bài này tham gia tấn gian khoa học kỹ thuật hưng quốc hoạt động. Dự thi lý do. Nữ chính là xã hội học đại học lão sư, nam chính là nhi đồng ích trí đồ chơi thiết kế công tác giả. Bài này quay chung quanh ngược đồng xã hội hiện tượng triển khai chuyện xưa, vai nam chính thiết kế tiên tiến ích trí nhi đồng đồ chơi thôi động tình tiết phát triển, hô hào xã hội đối ngược đồng hiện tượng chú ý, chú ý quốc gia nhi đồng đồ chơi tân khoa học kỹ thuật phát triển, đề cao cá nhân đối xã hội ý thức trách nhiệm. Một lọ dinh dưỡng dịch một phiếu, thỉnh đại gia có dinh dưỡng dịch cấp tác giả một lọ nha. Cảm ơn mặt dễ thương ba kỳ thực này thật sự là một quyển tân hôn sau yêu tiểu thuyết, bao ngọt mặt dễ thương. Chương 18 6.3 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com từ phong về nhà thời điểm, 9 giờ tối, hắn cho rằng trở về phải gặp phải đường mật, hắn tính toán cùng nàng giải thích một chút, đêm nay đi trước đệ đệ phòng ngủ, hoặc là trước ở bên ngoài ngủ một đêm, tóm lại là không thể cùng nàng ngủ. Nhưng là đường mật không ở, hỏi Gia Gia, Gia Gia nói nàng không trở về. Cho nên hắn là sinh ra ảo giác. Từ phong đổ trở về xem di động, của nàng xác thực ở tin tức thảo luận phải về nhà cho nên là xe ở trên đường lại ra ngoài ý muốn. Từ phong đi qua đi lại, sớm cùng nàng nói xe này tử điểm xấu vì sao nàng còn muốn khai. Hắn gọi điện thoại cho nàng, không tín hiệu. Từ phong lái xe đến nàng trường học phụ cận, ban đêm trường học không cho ngoại giáo chiếc xe tùy tiện vào ra, hắn không giấy chứng nhận ở cửa bị ngăn lại đến đây. Ở trường học chung quanh tha một vòng, không gặp đến nhân, nhưng là ở một nhà đèn đốt sáng trưng tiểu tiệm cơm cửa, nhìn đến một chiếc mới tinh màu đỏ trên đường, Ben. Xe này tử quá nhỏ, đặc biệt chói mắt, tựa như một đống đại nhân trung gian đứng cái mặt đồ đỏ quần áo tiểu hài tử. Hắn đẩy ra tiệm cơm môn, liếc mắt một cái thấy đường mật mặt kiện màu trắng áo khoác ngồi ở bên trong, bên cạnh còn ngồi cái quần áo cũ nát tiểu cô nương. Hắn đánh giá đường mật một lát, nàng cũng chưa phát hiện, đi vào, hắn mặt mày bất động trành nàng. Hơn nửa đêm ngươi tại đây làm gì? trong giọng nói còn mang theo ti trách cứ đường mật ngửa đầu nhìn đến hắn như là tìm được cứu tinh hốc mắt đỏ ca ca của hắn bất mãn nháy mắt đã bị vuốt lên kéo ra ghế dựa ngồi xuống ngữ khí vẫn là không tốt thế nào ở trong này ta ta đè chết một cái miêu đã chết hắn ninh hạ mi ở đâu trường học chết thì chết không có biện pháp từ phong nhìn đến nàng hồng hồng mắt tâm liền nhíu một chút giải thích của ta ý tứ là lái xe búp bê ngươi hội đè chết một hai chỉ sinh vật ngươi đè chết quá nêu sao không có từ phong ngữ khí nhẹ nhàng nhưng ta đè chết quá con kiến này không phải là của ngươi sai hắn xem một cái cái kia đang ở ăn vàng thắng nữ hài đứa nhỏ này là ai ôm điềm điềm có chút sợ hãi nhìn hắn từ phong khoác tay cầm điện thoại nàng cảm thấy hắn như là muốn đánh nàng theo bản năng ôm lấy đầu từ phong động tác dừng lại, hắn cảm thấy bản thân thuần túy là bị này tiểu cô nương phản ứng cấp dọa ngừng. Đường mật an ủi nàng. Không phải sợ Nga. Hắn là người tốt. Ôm điềm điềm điểm điểm tiểu đầu, xem từ phong. Thúc thúc, ta là ôm điềm điềm, ta năm nay 6 tuổi. Từ phong liếc nhìn nàng một cái, không có biểu cảm gì. Nhĩ hảo. Đưa tay đem đường mật theo ghế tựa kéo đến, nàng có chút suy yếu, hắn nhìn chằm chầm nàng xem. Một cái miêu liền đem ngươi dọa thành như vậy. Miêu ở nơi nào? Ở trường học phía nam. Đường mật nói, ta xe chạy qua nó sẽ chết. Hắn cúi đầu cởi bỏ nút áo, đem màu đen áo khoác thoát quải ghế tựa, đi ra ngoài, ngươi tại đây đợi, ta đi xử lý một chút. Hắn trước khi đi cầm đi đường mật căn cứ chính xác kiện, đợi lát nữa có thể trực tiếp quẹt thẻ tiếng giáo môn đường mật theo dõi hắn mặt hắc y vọt vào trong bóng đêm, hắn cao như vậy, giống khỏa cao cao bạch dương thụ, như là vì nàng nam chinh bắt chiến chiến sĩ. Điềm điềm. Tỷ tỷ. ôm điềm điềm theo trong chén ngẩng đầu lên. Ngươi vì sao kêu hắn thúc thúc kêu ta tỷ tỷ? Đường mật hỏi. Ôm điềm điềm lâm vào trầm tư, này có thể là nàng gặp qua tương đối khó giải quyết cái vấn đề nhất. Nàng suy nghĩ thật lâu, nuốt vào một viên vàng thắng nói bởi vì thúc thúc rất cao. Tỷ tỷ tương đối ải. Nga. Lão bản nương nói. Lại đến một phần vằn thắng sao. Hảo. Đường mật gọi điện thoại cho Trương Bình lão sư, đã hỏi tới ôn giáo sư điện thoại. Điện thoại bác thông, nàng lễ phép khách khí cùng ôn giáo sư giảng bản thân vừa rồi ở vườn trường gặp ôn điềm điềm. Ôn giáo sư ở trong điện thoại đầu rất ngoài ý muốn, nhưng là hắn nói sẽ tới tiếp đứa nhỏ, làm cho nàng hơi chờ một lát. Ôm điềm điềm theo nàng cấp ôn giáo sư gọi điện thoại khi liền nắm chặt rảnh tay, cho đến khi 20 phút sau, ôn giáo sư đẩy cửa tiến vào, nàng vẫn là nắm chặt tay nàng. Đường mật cúi đầu xem nàng không chịu nới ra thủ, hỏi nàng. Như thế nào? Nàng chỉ là lắc đầu, cái gì cũng không nói. Ôn giáo sư khoảng 40 tuổi tuổi, trung đẳng dáng người, tóc sau này sơ, mặt màu lá cỏ áo khoác, vừa vào cửa liền thấy đường mật, phi thường lễ phép cảm tạ sau, nói. Đứa nhỏ này làm sao có thể chạy đến nơi đây? Nàng A Di theo tối hôm qua bắt đầu liền luôn luôn tìm không thấy nàng, luôn luôn tại tìm đâu. Phải không? Đường mật ngực sợ run một chút, tưởng nói ra miệng lời nói nuốt xuống trong bụng. Ông giáo sư nói bản thân còn bề bộn nhiều việc, không đợi ôm điềm điềm đem vàng thắng ăn xong, liền vội vã mang đứa nhỏ đi, rời đi thời điểm hắn đặc biệt cẩn thận tiêu sái đi tính tiền nghiêng đầu nói với đường mật. Đường lão sư, hôm nay chuyện này không cần nhường ngoại nhân biết, ảnh hưởng không tốt lắm. Đường mật gật gật đầu nói tốt. Nàng xem ôn giáo sư lôi kéo ôn điềm điềm đi ra tiệm cơm. Ôn giáo sư. Đường mật hô hắn một tiếng. Ôn giáo sư dừng bước chân. Còn có việc. Trong giọng nói đã có không kiên nhẫn. Ân, không có chuyện gì. Đường mật lại đem muốn nói nuốt vào trong bụng, là Trương lão sư, nàng làm cho ta nhìn thấy ngài, hỏi một chút nàng phát đi qua tư liệu ngài xét duyệt không có. Đi. Ôn giáo sư ngữ khí vội vàng, ta hồi đi xem. Từ Phong đem Miêu xử lý tốt, theo trong vườn trường xuất ra. Hắn đem xe một lần nữa chạy đến tiểu tiệm cơm cửa, ngừng hảo, xuống xe đi tới, vừa đúng cùng Ôn giáo sư sát bên người mà qua. Mặc đồ đỏ sắc áo khoác tiểu cô nương giống không biết hắn, cúi đầu bị lôi kéo đi. Từ phong vào cửa, gặp đường mật ngồi ngẩn người, đi qua trà sát trà sát mặt nàng, đứng lên, đi rồi. Ta không cần lái xe. Muốn đi đâu? Từ phong đem nàng mang ra tiểu tiệm cơm, bầu trời đêm cuối một vòng yên tĩnh minh nguyệt, hỏi nàng, hồi ký túc xá tốt sao? Ký túc xá đóng cửa. Nàng đi theo hắn ngồi vào của hắn trong xe. Từ phong cầm đặt tại trên tay lái, nghiêng đầu xem nàng. Đường mật, ngươi đừng xấu lắm a, à, ta tốt lắm lừa. Đường mật nghi người tựa vào trên chỗ ngồi trước, ta đang ngủ. Ngươi đang ngủ còn có thể nói chuyện. Ta không nói chuyện rồi. Ngươi còn tại nói. Sau đó liền thật sự không nói chuyện rồi. Nàng không nói chuyện liền thật sự đang ngủ, nằm ở trong xe, liếc mắt một cái mở, từ phong đem nàng bế xuất ra. Nàng ngủ nặng nề, nhưng là nghe được hắn ôm nàng lên thang lầu kẻo kẹt kẻo kẹt thanh. Ngày thứ hai rời giường, đường mật nhìn đến từ phong ngủ ở trên sàn. Nàng nhu nhu ánh mắt, hỏi. Ca ca, ngươi vì sao ngủ trên đất? Từ phong đứng lên gấp chăn, lòng có oán khí, động tác cũng đại. Không ngủ trên đất chẳng lẽ ngủ trên giường. Ngươi đợi lát nữa nói ta trộn thân ngươi tam hạ, ta tìm ai nói đi. Đường mật rửa mặt sạch xuất ra, thanh tĩnh, hỏi đang ở cạo râu từ phong. Ca ca, của chúng ta ảnh cưới phiến đưa tới sao? Từ phong cầm dương lên, ở phòng khách. Ngày hôm qua ảnh lâu nhân liền đem ảnh chụp đưa đi lại, gia gia nói nữ chủ nhân không ở nhà, sẽ không tất mất công giúp bọn hắn trang bị, chờ nữ chủ nhân bản thân đến an bày. Đường mật ngồi ở trên bàn cơm chờ ăn bữa sáng, nàng luôn luôn tại trường học nhà ăn ăn cơm, cơ bản sẽ không bản thân làm ăn. Hôm nay bữa sáng là từ phong bản thân tiên trứng gà, một cái vòng tròn viên thái dương đảng. Đường mật xem tròn tròn trứng gà, trạc trạc nó. Vì sao không phải là tâm hình? Từ phong cho nàng bỏ thêm cái trứng luộc. Có ăn sẽ không sai lầm rồi. Đường mật cảm thấy thái dương đảng hương vị cũng tốt lắm, còn uống lên nhất bát lớn sữa, nàng theo đồ ăn lý ngẩn đầu, nhìn đến từ phong an vị ở nàng đối diện ăn sandwich, hắn không có phát hiện nàng đang nhìn hắn, cuối mắt tinh, lông mi thật dài phút xuống dưới, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn, ánh mắt hắn lượng lượng, khóe miệng muốn cười không cười kiều, anh Tuấn khí thế bức nhân. Nàng cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc, nhưng là tổng nhớ không nổi là ở nơi nào gặp qua, có lẽ là ở trong mộng đi. Ca ca, ngươi ăn no giúp ta sụ mặt khuôn tốt sao? Ta không cần công tác. Hắn đầu cũng không nâng. Hôm nay là thứ bảy. Thứ bảy là có thể nghỉ ngơi. Ân ân. Nhưng là chỉ có ngươi có thể giúp ta sụ mặt khuôn. Không treo. Từ phong vẫn là không ngẩng đầu lên, cũng không liếc nhìn nàng một cái, phóng trên đất được. Nàng yên lặng buông xuống ánh mắt. Hắn rốt cục nâng đầu nhìn nhìn mặt nàng, lại là kia phó ưu thương bộ dáng, cùng bị người đánh dường như. Hắn đem trong tay sang quýt quăng mâm thượng, mảnh quán bán chén sữa. Buổi sáng 9 giờ, nàng đem đóng gói tốt tướng khung giấy xé mở đến, chỉ vào huân y thảo lý nàng cùng hắn. Thật là đẹp mắt. Có người như vậy bản thân khen bản thân. Ta là nói ca ca đẹp mắt. Nơi nào đẹp mắt? Từ phong nhìn chầm chầm kia ảnh chụp, ngay cả mặt đều nhìn không tới, một người một cái sườn mặt. Hắn càng xem càng không vừa lòng, hỏi đường mật. Người rốt cuộc có phải hay không chọn ảnh chụp, sẽ không chọn một trương bình thường điểm. Không cần, ta liền muốn chọn này trương. Đường mật mặt đỏ hồng nói. Chỉ có này một tấm hình ca ca mới là tự nguyện hôn ta ai nói ta là tự nguyện Từ phong đã bị nàng ma đến vô pháp đúng giờ đi làm hắn lòng có oán khí đứng ở trên giường đinh cái đinh đinh thích đáng làm vang ngươi nói lại lần nữa ta liền không giúp ngươi treo đường mật ta đây đừng nói hội đinh cái đinh mọi người là lão đại nga đường mật ngửa đầu xem hắn cười miễn chi nói ca ca ta thích nhất hoa là huân y thảo ân ừ hắn hững hờ lên tiếng. Về sau ngươi muốn đưa hoa sẽ đưa huân y thảo. Đường mật bổ thượng một câu. Từ phong đã đinh hảo cái đinh, bắt đầu chuẩn bị sụ mặt khuôn, hắn cầm ảnh chụp, một mặt không nói gì xem nàng. Ta nói ta muốn đưa ngươi tìm sao. Đường mật đứng ở phía dưới chỉ huy hắn. Ca ca, giống như quải tà, ngươi hướng hữu một điểm. Không đúng, lại tà. Đại mùa đông, từ phong bị nàng chỉ huy ra một đầu hãng, quải xong rồi vừa thấy vẫn là tà, hỏi nàng. Ngươi rốt cuộc có phải hay không xem? Sẽ không sẽ không cần mở miệng. Chính hắn đảo cổ một trận, rốt cuộc đem ảnh chụp quải chính. Từ phong ngã ngửa người về phía sau, ngã vào mềm mại trên giường lớn, thủ gối lên sau đầu, xem hắn cùng nàng ngồi ở huân y thảo hoa hải bóng lưng, ngày đó hắn dưới ánh mặt trời, nghiêng đầu hôn rất sâu ở của nàng lỗ tai ánh mặt trời phủ kín toàn bộ phòng, cũng dừng ở hắn cùng của nàng trên ảnh chụp. Hắn cẩn thận cân nhắc ảnh chụp bên trong của hắn mỗi một cái biểu cảm, hắn thân của nàng thời điểm trên mặt biểu cảm nguyên lai like là như vậy sao? thật thả lỏng, thật hưởng thụ, thật thích ý. Có cái nháy mắt hắn cảm thấy trong ảnh chụp bản thân thật xa lạ, cái kia thân nàng lỗ tai nhân thật là hắn sao? cái kia bị hắn thân trụ lỗ tai nhân thật là đường mật. Từ Phong nhìn đến đường mật đứng ở trong phòng cao hứng phấn chấn đùa nghịch khác ảnh cưới phiến vật nàng thoạt nhìn vui vẻ như vậy nhưng là này đó vui vẻ đều là giả nàng sớm hay muộn biết được nói bộ này áo cưới tổ hợp vậy mà vẫn là cái bộ kiện đâu đường mật nói chụp cái ảnh cưới đưa một đống lớn này nọ tướng sách tướng khung xe điếu trụy ngay cả chìa khóa xe chụp đều có đâu tuyệt quá đường mật là cái vật tẩn này dùng là nhân nàng đem dán nàng ảnh chụp chìa khóa xe chụp bắt tại của hắn chìa khóa hoàng không cho ngươi hái xuống nga ta liền hái xuống từ phong đem móc chìa khóa đã đánh mất vốn chìa khóa liền nhiều ngươi còn quải cái này nọ đi lên đường mật lui mà cầu tiếp theo đem móc chìa khóa điếu ở cao tới trong tay kia tạm thời cho hắn bảo quản tốt lắm nhưng là xe điếu trụy nhất định phải cần cẩu lý không điếu từ phong nói còn có âm nhạc hộp. Còn có âm nhạc hộp. Từ phong châm chọc, đều ném. Chụp tấm hình phiến đưa nhiều như vậy này nọ, này nọ đều không cần tiền. Từ phong vội một buổi sáng, nói bản thân còn có một đống công tác phải làm, không cùng nàng náo loạn. Hắn xoay người đi rồi, nàng liền đứng sau lưng hắn trừng hắn. Bởi vì hắn vừa rồi nói muốn đem nàng cùng của hắn ảnh chụp đều ném. Từ phong đi xuống thang lầu thời điểm cảm giác được, đưa lưng về phía nàng, khóe miệng tự tiếu phi tiếu kiều một chút. Đường mật, ngươi cho là ta không biết ngươi ở phía sau làm gì. Nàng lập tức chột dạ xoay người đi. Hắn thở dài nở nụ cười một tiếng, đi xuống lâu. Hắn ở dưới lầu phát động xe, đường mật đứng ở trên lầu cửa sổ kêu nàng, cách một gốc cây thanh táo thụ, thanh âm truyền vào hắn trong lỗ tai. Nàng nói, ca ca, ngươi đêm nay muốn trở về Nga hắn theo trong xe thăm dò đầu phát hiện có hàng xóm đang nhìn hắn hồi tới làm gì ta muốn lục video clip không trở về ngươi chạy nhanh hồi trường học nhưng là ta không có xe buổi tối từ phong về nhà hắn trở về rất trễ mang theo mùi rượu cố ý đường mật đã đang ngủ hắn trên mặt đất trải giường chiếu ngủ đường mật nhu nhu ánh mắt nói ta cũng muốn ngủ trên đất đi, vậy ngươi ngủ. Từ phong lười biến nói. Ta ở ngủ trên giường. Đường mật bản thân nằm đến trên sàn ngủ, ca ca trên mặt đất trải ra rất nhiều tầng chăn, mềm yếu, cũng rất thoải mái, nàng rất nhanh đang ngủ. Hôm sau rời giường, nàng vẫn là nằm ở trên giường. Nàng vỗ vỗ mặt mình, tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Đường mật đến dưới lầu ăn bữa sáng, thay đổi quần áo, thùng 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 chạy đến từ phong trước mặt, hắn đang ở chụp dây lưng, lạch cạch một tiếng, nàng nói. Ca ca, ta muốn lục video clip. Bản thân lục. Hắn quay lưng lại đi, thấp giọng nói nàng. Ta mặc quần ngươi tiến tới làm gì? Đường mật mặt bá một chút hồng, ta cái gì cũng không thấy. Cái gì cũng không thấy. Từ phong đứng nàng trước mặt, hai người thiếp gần, hắn phun ra nhiệt khí chọc cho nàng cổ ngứa. Nhìn đến một chút. Nói lại lần nữa hắn cúi đầu xuống xem nàng của hắn thân cao làm cho nàng rất có cảm giác áp bách được rồi không phải là một chút đường mật chột dạ nói ca ca lão sư nói muốn giao bài tập không giao bài tập nàng hội phê bình của ta vậy ngươi kêu nàng tới tìm ta ta còn muốn phê bình nàng cả ngày giáo ngươi khiêu cái gì vũ đạo từ phong mặt vào thẳng đứng có hình màu đen len lông cừu áo bành tô nổi bật lên hắn người cao chân dài Hắn màu đen áo bành tô cổ tay áo lộ ra nhất tiệt áo sơ mi một bên sang bằng cẩn thận tỉ mỉ. Đường Mật đứng ở hắn bên người, nghe thấy được trên người hắn có nhẹ hương vị, nàng tưởng hắn hôm nay nhất định có trọng yếu ước hội. Chạy nhanh cấp kia xú tiểu tử học bổ túc, bổ hoàng chạy nhanh trở về, đánh giọt giọt có phải hay không? Hội. Đường Mật gật gật đầu. Vậy chạy nhanh đi. Hắn không khách khí đuổi nàng đi. Ân. Ừ nàng có chút khổ sở, không biết vì sao khổ sở. nàng cảm thấy bản thân giống như không được hoan nghênh, vì thế thông thả, ưu thương, vào toilet, cho đến khi hắn xuống lầu, nàng mới đi ra, ngồi ở mép giường cắt tóc ngốc. Từ Phong đi xuống lầu, lại lên lầu, của hắn len lông cừu áo bành tô đáp ở trên tay, thân mình dựa vào ván cửa xem nàng, có phải là nhất định phải lục video clip. Đường Mật vừa nhấc đầu liền nhìn đến hắn. Ân yên tĩnh sáng sớm bên trong, ngoài cửa sổ mặt có thanh thúy điểu tiếng kêu, liếu ríu, như là ở cãi nhau. Từ phong an vị ở bọn họ tân trên giường, hắn đang ở cầm điện thoại chụp nàng. Đường mật đứng ở trôi nổi không khí hạt bụi nhỏ dưới, tóc của nàng sơ thành một cái búi tóc, có vẻ nàng cổ đường cong lại dài lại tao nhã. Từ phong xem của nàng tân kiểu tóc, trong lòng nghĩ, nguyên lai like nàng còn có thể là này bộ dáng, cùng hai tháng tiền nhìn đến nàng lại bất đồng cái kia luôn là cuối ẩm tóc quan nữ hài triệt để không thấy, tóc của nàng toàn bộ bới lên, trắc thành một cái viên. Thân thể của nàng cùng với tiết tấu, làm các loại tư thế vũ đạo động tác, lúc này đây nàng nhảy đến so lần trước rất tốt, càng nhường nhuyễn, càng lửa nóng, càng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Hắn cảm thấy nàng dáng vẻ ấy giống cái nữ nhân chân chính. Chỉ là nữ nhân này động tác, nhìn xem hắn có chút hỏa đại. Hắn hầu kết cao thấp chuyển động từng chút, thông thả dời qua đầu không xem nàng, cũng không thể làm cho hắn hạ hỏa. Nàng không xoay đứng lên khiêu vũ thời điểm hắn cảm thấy nàng giống cái thuần khiết đứa nhỏ, hắn có thể cho nàng bóc vỏ quyết, cho nàng làm bữa sáng, cho nàng bắt đậu phộng, hái thanh táo, tử con mèo hắn đều muốn tẩn biện pháp dỗ nàng không thương tâm. Nhưng là nàng uống éo động, hắn cảm thấy nàng giống cái ma quỷ, yêu tinh, sẽ làm nam nhân thượng hỏa. Hắn tự nói với mình, nàng đại khái chỉ là thân thể trưởng thành, Kỳ thực trong khung vẫn là cái tiểu thí hài, cho nên không cần để ý. Hắn như vậy nghĩ, bắt đầu dùng một cái ánh mắt của nam nhân đi xem kỹ nàng ngẫu nhiên lớn lên, theo thượng đến hạ, từ trước đến sau, xem xem liền lại thượng hỏa, biết hầu lăn lộn vài vòng, hắn cảm thấy nàng vũ động thân thể, vậy mà cho hắn mang đến cảm giác áp bách, hít thở không thông cảm. Nào đó trình độ thượng nàng đối nam nhân là rất có lực hấp dẫn, cho nên truy nam nhân của nàng chẳng phải là rất nhiều ngoài cửa sổ điểu vẫn là ở kêu làm cho phiền lòng lại ý loạn ca ca tốt lắm đường mật đẩy hắn một chút nàng lại nghe thấy được trên người hắn nhạt nhẽo hương vị ân làm sao ngươi còn không đi đường mật biểu biểu môi ngươi vì sao sát nước hoa cái gì ta muốn hồi trường học đâu đường mật đem tóc buông đến đây tức giận tưởng ca ca sát nước hoa đi gặp ai đường mật không cho ngươi kêu loại này vũ. Vì sao quá khó coi. Hắn phê bình đúng lý hợp tình. Nói bậy, lão sư nói ta nhảy đến rất tốt. Đường mật nói. Nàng còn nói ta có thể tiếp diễn xuất. Nàng biết cái gì? Chẳng lẽ ca ca liền biết? Hắn nhìn chầm chầm nàng cái óc mấy, lại nghe được điệu ở ngoài cửa sổ ầm ĩ không dứt, hắn không hiểu bản thân cùng nàng ở tranh luận cái gì, buông này nọ, xoay người đi rồi. Đường mật đứng ở cửa sổ, xem hắn xe khai ra đi, vừa quay đầu lại nhìn đến hắn ở trên bàn thả hai quả dùng gói to phong tốt mức táo. Nàng bắt bọn nó thu vào trong lòng bàn tay. Khóe miệng chậm rãi dơ lên đến. Chương 19 7.1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vườn trường bạch quả lá cây lặng lẽ khô vàng, đường mật đi ở vườn trường giáo trên đường, bên người là vội vàng cùng nàng gặp thoáng qua các học sinh. Căn cứ của nàng quan sát, cuối kỳ kiểm tra nhanh đến thời điểm, các học sinh bình quân bước chân hội so bình thường mau, vừa khai giảng bọn họ đi chậm rãi hi hi ha ha, mau kiểm tra khi bọn họ tình cảnh bi thảm đi lại vội vàng. Nếu sớm một điểm đi phòng học, còn có thể nhìn đến bọn họ dùng chạy vội tốc độ, điên cuồng tiến lên, vì là đi chiếm phòng tự học vị trí học tập cả một ngày. Đây là nàng thích nhất trường học nguyên nhân chi nhất, bọn họ vĩnh viễn tuổi trẻ, hình ảnh dừng hình ảnh, sẽ không thay đổi lão, này một đám đến đây còn có tiếp theo phê, giống sáng sớm thái dương, vĩnh viễn sẽ không rơi xuống, vĩnh viễn rực rỡ xinh đẹp. Thế giới có mặt âm ám, nhưng là ở trong đại học lại luôn là có thể nhìn đến mặt âm ám phản diện. Có một số người sinh hoạt tại âm câu lý lâu lắm, lại càng khát vọng được đến Thái Dương chiếu xạ. Nhưng là Thái Dương sau lưng có bao nhiêu mặt âm ám, lại có ai biết? có lẽ cũng không có ai muốn biết đi. Đường mật đứng ở giảng đường thường, bình tĩnh giảng tố ngày 22 tháng 12 thâm quyến ngược đồng án kiện tiến triển, sự tình đã qua đi hơn một tháng, điều tra kết quả hiện thời sớm bụi bậm lạc định. Của nàng phản ứng hào không gợn sóng, này lập nghiệp bảo án kiện trung, bởi vì pháp y kiểm tra tiểu cô nương khi, tìm không thấy này trên người rõ ràng vết thương, khó có thể cấu thành thương hại tội, cha mẹ trước mắt đã bị vô tội phóng thích nàng giống cái tin tức bá nhà báo viên. Truyền lại giả là không cần thiết cảm xúc. Làm một cái đại học lão sư, nàng chỉ cần đem bản thân hút lấy thu tri thức không sai chút nào truyền lại cấp bản thân học sinh. Nàng có thể phát biểu cái nhìn sao? Các học sinh nói. Thật khó tưởng tượng, về sau cái kia tiểu cô nương này muốn thế nào quá. Tiếp tục gặp ngược đãi sao? Nàng sẽ bị tra tấn chí tử sao? Ai, thiện lương của ta đâu? ngươi đau lòng cái quỷ, ngày còn không phải giống nhau ở quá sao. Còn không bằng ngẫm lại thế nào cuối kỳ kiểm tra, kết quả không phải là từ của ngươi bi thương sữa. Biết không? Thế giới sở dĩ như vậy tàn khốc, liền là vì lạnh lùng nhân nhiều lắm. Khi cũng không có biện pháp, nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ A. Học tập ủy viên cử cao rảnh tay, lão sư, hoa trọng điểm A, đây mới là hôm nay giọng chính, ta 6 tháng cuối năm tiền sinh hoạt toàn dựa vào ngươi. Đường mật là cái hiểu được kiểm tra quy luật cùng với vừa mới trải qua giáo dục chế độ đại học lão sư. Nàng vĩnh viễn biết lần này các học sinh cần nhất là cái gì. Nàng phi thường có kỹ xảo cấp các học sinh thích hợp phóng thủy nói kiểm tra trọng điểm. Đại học cùng trung học không giống với, sinh viên đạt được tri thức, càng nhiều y dựa vào chính mình hấp thu, mà kiểm tra càng như là một hồi hình thức. Lão sư, chúng ta muốn trọng điểm bên trong trọng điểm. Các học sinh ở phía dưới hoang hô. Đường mật nhìn thoáng qua phòng học theo dõi, ho nhẹ một tiếng. Trọng điểm hoa xong rồi. Chỉ có một chút sao. Các học sinh không thể tin được. Các ngươi ý tứ là muốn nhiều lưng một ít sao. Đường mật nâng nâng ngạch, thấp giọng. Này trọng điểm, lấy đến kiểm tra đạt tiêu chuẩn không có vấn đề. Hạ nhất tiết khóa là mãn phân trọng điểm. Các học sinh người người vì đường lão sư hoang hô nhảy nhóc cùng hoang chụp cái bàn. Đừng mật xem bọn họ, trong lòng hội sinh ra một tia hâm mộ, bọn họ là sống ở có quan kia một mặt đứa nhỏ, lớn nhất phiền não khả năng chỉ là ngày mai muốn tham gia kiểm tra, mà ta còn không có ôn tập hảo. Mà có một số người lại vĩnh viễn sinh hoạt tại âm câu vũng bùng dưới. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, này sinh hoạt tại âm câu lý nhân có bao nhiêu sao khát vọng ánh mặt trời cực nóng chiếu rọi. Thật tốt. Nàng tưởng đường mật ở trong quầy hàng xưng hai cái cam, điếm trưởng nói, bao ngọt, nàng nở nụ cười, đi đến nhà ăn đánh cơm, đụng phải nên diện đi tới Trương Bình Lão Sư. Nàng cho Trương Bình Lão Sư một cái cam, Trương Bình Lão Sư tiếp nhận cam, đánh cơm tọa nàng đối diện, nhắc tới. Ôi, ngươi ngày đó hỏi ôn giáo sư điện thoại làm cái gì? Nữ nhi của ta ngày đó ở bệnh viện, ta liền không có hỏi ngươi. Ngươi nữ nhi sinh bệnh. Khá hơn chút nào không? Đường Mật tỏ vẻ quan tâm, không có chuyện gì, chính là nàng luôn luôn không muốn đi đến trường, ta hỏi nàng vì sao nàng cũng không nói. Trương Bình trạc bàn ăn cơm, không có gì khẩu vị, ta cho rằng nàng ở trường học bị khi dễ, chủ nhiệm lớp còn nói không có phát hiện, ta mang nàng đi gặp bác sĩ, bác sĩ cũng nói không có chuyện gì. Như vậy a, à. Đường Mật cũng trạc bàn ăn lý cơm, như có đâm chiêu. Trương Bình lão sư là cái bào căng vấn để nhân nàng không ngừng truy vấn về đêm đó sự tình đường mật biết ẩn lừa không được chỉ có thể nói ta ngày đó cùng ngươi muốn ôn giáo sư điện thoại là vì gặp ôn điềm điềm nàng nàng ở vườn trường phía nam đợi một đêm a à, liền kia dừng xe địa phương một đêm Khi không phải là lạnh chết này thiên Hàng lưu a à, ai như vậy nhẫn tâm a à, nàng mẹ kế sao đường mật nhớ tới ôn giáo sư giao đãi lắc đầu Ông giáo sư nói là đứa nhỏ bản thân chạy đến. Nàng A Di đã ở tìm. Làm sao có thể đâu? Ngươi tin tưởng? Dù sao ta là không tin. Trương Bình xanh lớn ánh mắt nhìn gần nàng, ngươi thực tính a. Không tin thì thế nào? Đường Mật nghĩ rằng không tin có thể thay đổi sao? Nàng cũng không phải từ ngọc hằng trong miệng siêu nhân, nàng không thể cứu vớt địa cầu, nàng ngay cả bản thân đều làm không tốt kết hôn về sau đừng mật lần đầu tiên đến khang nhạc nhạc a di trong nhà ăn đường giấm chua sườn nàng đến ủy trị sở a di chính đang tiếp thu một cái đệ tử mẫu thân cảm tạ cái kia mẫu thân lôi kéo khang nhạc nhạc a di thủ không chịu buông hoàn hảo có ngươi phía trước tại kia gia tiểu hoa hồng thu phí lại cao thái độ lại kém xích thì thế nào không lương tâm con ta nói nơi đó lão sư a di hung thật sự có chút đứa nhỏ cũng không dám nói khang nhạc nhạc a di rất hòa khí cũng không bỏ đá xuống giếng chúng ta thành tính kinh doanh sinh ý làm được không lớn nhưng là dụng tâm chiếu cố mỗi cái đứa trẻ gần nhất đến đứa nhỏ cũng nhiều ta đi còn phải hạn chế nhân sổ bằng không chiếu cố không đi tới ngươi yên tâm đứa nhỏ giao cho ta được đến chiếu cố khẳng định là tốt nhất khang kiều ăn quả táo đi qua đối kia mẫu thân nói ngươi không biết tiểu hoa hồng đó là noi theo mẹ ta mới xuất đạo chúng ta là không nàng kia thủ đoạn không muốn làm đại mà thôi mẹ ta nếu tưởng khuếch đại khuếch chiêu khẳng định làm so với bọn hắn hoàn hảo sao có thể khuếch chiêu đâu khuếch chiêu liền muốn nhân thủ đứa nhỏ là cần nhất nhân chiếu cố hiện tại cũng không ai nghĩ đến ta đây tiểu địa phương công tác toàn bộ dựa vào ta một người khang nhạc nhạc thở dài đường mật thi cao đẳng sau khi kết thúc đã từng đã tới khang nhạc nhạc a di nơi này làm kỳ nghỉ hè công coi như là có chút kinh nghiệm nàng vừa tới liền trực tiếp thượng tiểu trong phòng học, phụ đạo vài cái thượng tiểu học đứa nhỏ làm bài tập, bé trai đại đô thích nàng, nàng trời sinh có làm lão sư khí chất, rất được các học sinh hoan nghênh. Mới nói vài đạo đề bọn nhỏ liền đuổi theo nàng hỏi. Khang nhạc nhạc A Di sinh ý bận rộn, cơm chiều đến 8 giờ mới ăn, trên bàn cơm các loại mỹ thực, người xem thèm nhỏ giải. Khang nhạc nhạc cấp đường mật gấp một khối cá chép nói. Mật mật kết hôn, lão công cũng dung mạo rất xoái đâu. A Di nhìn hôn lễ video clip. Khang nhạc nhạc A Di ngày đó muốn ở ủy trị sở lý chiếu cố đứa nhỏ, không có đi tham gia hôn lễ, nhưng Khang kiều toàn bộ quá trình quay chụp, nàng cơ hồ quan kháng chỉnh trang hôn lễ, đến bây giờ còn thường thường lấy ra quan sát. Tiểu tử bộ dạng thật là đẹp mắt, cao cao vóc người, nồng đậm lông mày, xoái tuấn tú lịch sự, vừa thấy chính là cái có thể dựa vào. Khang nhạc nhạc A Di hiểu ra từ phong, dừng không được liền lộ ra lão mẫu thân mỉm cười. Mẹ, của ta bạn trai làm sao ngươi liền chưa bao giờ khoa nhất khoa đâu. Khang Kiều rất là khó chịu ăn bí đao nhưỡng. Của ngươi bạn trai có mấy cái là bình thường. Khang nhạt nhạt A Di một mặt kết bỏ. Đường mật nói. A Di, Ngụy Quốc Tấn thật vĩ đại, hắn cũng có sự nghiệp của chính mình. Ngụy Quốc Tấn là vị ấy A. À. Khang nhạt nhạt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái quên đi, dù sao ta thế nào tìm ngươi đều không vừa lòng. Khang Kiều xem đường mật nói, ta cùng hắn bác tự còn chưa có nhất viết đâu. Lần trước không phải là đều cầu hôn. Cầu hôn. Khang Kiều cười lạnh, hắn nói cách khác nói, so với ta còn chưa có định tính đâu, hơn nữa cũng đã nói kia một lần. Đường mật. Nga. Buổi tối, đường mật bị Khang Kiều lưu ở trong phòng ngủ, nàng nói muốn cảm thụ một chút đã kết hôn phụ nữ độ ấm. Chà sát đã kết hôn phụ nữ không khí vui mừng. Khang Kiều gội đầu phát ra đến, một bên lau tóc vừa cùng đường mật nói. Ngươi lần trước kết hôn thời điểm ta gặp được ngươi muội muội. Ân ân. Ta liền trực tiếp hỏi nàng. Hỏi cái gì? Ta hỏi nàng đại học khi rốt cuộc có hay không cho ngươi từ phong ca mang ngươi lễ vật. Nàng nói như thế nào? Nàng nói mang theo, ngươi tin sao? Dù sao ta biết nàng chính là đang nói dối khang kiều nói ngay cả ta đều dám lừa muốn chết vậy ngươi cùng nàng nói cái gì ta nói đường đằng vũ làm người đừng quá phận nàng nói ta nơi nào quá đáng ta là trong nhà đối nàng tốt nhất một cái ngươi không tin bản thân đến hỏi hỏi đường mật không có ta nàng chết sớm khang kiều hỏi đường mật nàng đối với ngươi thật sự tốt sao đường mật để tay lên ngực tự hỏi nàng đối bản thân cũng là tốt lắm ở nàng bị lam phi ấn đánh thời điểm là nàng đường đằng vũ lòng từ bi làm bộ ở bên ngoài ngã sắp xuống mới tách ra lam phi muốn đánh chết của nàng lực chú ý ở nàng bị lam phi nhốt tại toilet đói bụng thời điểm là nàng đường đằng vũ đem ăn thừa lại cơm lưu cho nàng ăn ở nàng không có cái mới quần áo chỉ có thể mặc quần áo cũ thời điểm là nàng đem bản thân không cần quần áo đều đưa cho nàng đây là ngươi sở cho rằng hảo sao mà ta không phải là vừa nhận thức ngươi tỷ muội lưỡng một năm, mà là hai mươi năm. Nàng thế nào đối với ngươi, nàng đối với ngươi có bao nhiêu hảo, ta sẽ không biết sao. Khang Kiều nói, khi không phải là hảo, khi chỉ là bố thí. Nếu nàng không phải là có một hảo mẹ, ngươi quá khứ chính là nàng quá khứ. Còn không biết xấu hổ nói nàng đối ngươi tốt đâu. Đường mật đang ở cấp Khang Kiều sấy tóc, dừng, khi cái gì mới là hảo. Khang Kiều nói dụng tâm mới là tốt mà không là đồng tình cùng thương hại nàng kéo kéo tay nàng đồ ngốc nhân tâm như thế hiểm ác trước kia ta sẽ biết mẹ nàng lam phi khai ủy trị sở khi đi lại mẹ ta nơi này lẻn mẹ ta ngay cả khách nhân đều giới thiệu cho nàng chờ nàng sinh ý kiêu ngạo nàng không hỗ trợ cũng liền thôi còn bỏ đá xuống giếng cử báo mẹ ta không có khỏe mạnh chứng làm đồ ăn không hợp cách làm hại mẹ ta giao mấy vạn khối kia là ta mẹ toàn bộ tích tụ cho nên ta sớm gọi ngươi không phải tin tưởng bất luận kẻ nào a à, ngay cả ta ngươi đều đừng tính khang kiều nới ra tay nàng hãy lộng bản thân ẩm phát ta dám xác định ngươi muội muội căn bản là không có đem ngươi gì đó giao cho từ phong nàng biết rõ ngươi khi đó có bệnh có bệnh ngay cả này vội đều không đồng ý giúp ta biết nhân không thể tổng chờ mong người khác tới hỗ trợ nhưng là nếu người kia là thân nhân đâu thân nhân đều có thể cho nhau thương hại sao đường mật bảo hộ bản thân rời xa tiện nhân ta hiện tại rất cục minh bạch ngươi vì sao cấp cho ba bi bịt kính ánh mắt nhân tâm như thế hiểm ác không bằng không xem đường mật tâm cứng lại tưởng đi ra ngoài nhưng là trên thế giới mỗi người nhân tâm đều hiểm ác sao bởi vì nhân tâm hiểm ác liền muốn luôn luôn cấp ba bi bịt kính ánh mắt sao ban đêm đường mật nhớ tới ba bi cấp từ phong gửi thư tính tức kk ca ca, ta nghĩ về nhà ở đâu ở khang kiều trong nhà cách vài giây từ phong tin tức trở lại đến được rồi hảo hảo ở nàng kia đợi bên ngoài lãnh đường mật nói vậy ngươi sáng mai tới đón ta nga từ phong họp không đi đường mật chủ nhật không cần họp ta chờ ngươi nga từ phong đường mật ngươi đừng xấu lắm ta đang ngủ đường mật nói từ phong ta biết ngươi không ngủ đường mật thật sự ngủ cái gì cũng không thấy từ phong đường mật ngươi trợn tròn mắt nói nói dối ăn xong từ phong đem di động đóng hỏi trước sân khấu cô nương thế nào nhường một nữ nhân đối với ngươi hết hy vọng a à, ai lâm lâm kinh ngạc bưng kín miệng tiểu tẩu tử đã nhanh như vậy có tình địch sao mặc kệ không để ý nàng không thì tốt rồi. Không thể không để ý đến nàng. Từ phong đầu rất đau, nàng hội trang khóc. Còn thích xấu lắm. Khi làm cho nàng biết ngươi có yêu mến tiểu tẩu tử không thì tốt rồi. Lâm lâm vì lão bản bày mưu tính kế. Nếu nữ nhân này chính là tiểu tẩu tử đâu. Lâm lâm nuốt nuốt nước miếng, của nàng não đường về tha một vòng sau, nhất thời có chút sụp đổ. Lão bản muốn tiểu tẩu tử hết hy vọng, nhưng là tiểu tổ tử hội trang khóc, hội xấu lắm, ý kia chính là hắn trong lòng có khác nữ nhân. Lão bản, ngoại tình thật là không tốt, ô ô ô. Không phải là ngoại tình. Có ngoại tình ta khả năng bị nàng ngược tử. Từ phong đầu càng đau. Lâm lâm tha vài vòng cũng vô pháp suy nghĩ cẩn thận. Hảo phức tạp, này đạo đề ta sẽ không a, à, ta thật sự sẽ không a, à, ta đời này không có gặp như vậy phức tạp đề mục, lão bản cầu buông tha từ phong thân mình sau này nhất dựa vào nghĩ rằng hắn đời này cũng không có gặp qua như vậy phức tạp đề mục dựa theo tình thế trước mắt hắn không thể đối nàng rất hảo không thể đối nàng không tốt không thể không để ý đến nàng không thể hoàn toàn dỗ nàng không thể để cho nàng rất đắc ý còn không thể làm cho nàng rất thương tâm bằng không khóc còn phải đi đem nàng dỗ trở về giống lần trước tử con mèo dỗ không tốt trở về còn phải liên tục dỗ hai ngày Nàng quả thực là cái thế kỹ nan đề. Tác giả. Nga, nguyên lai like lần trước sụ mặt khuôn lục video clip là ở dỗ. Đã hiểu. Ai, hiện tại trước mặt Đài Cầu, thế nào nhường một nữ nhân đối với ngươi hết hy vọng. Quá vài ngày liền trước mặt Đài Cầu, thế nào nhường hết hy vọng lão bà hồi tâm chuyển ý sao? Từ tổng, như vậy thật sự sẽ bị trước sân khấu cười, về chương nhắn lại có hồng bao vịt. Chương 20 7.2 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Từ phong ngày thứ hai buổi sáng sáng sớm, hướng dẫn lái xe đến khang nhạc nhạc quỹ trị sở. Đó là một tiểu không thể lại tiểu là tiểu xưởng, tạm thời tính làm là tiểu xưởng, bản hiệu ở gió thổi ngày phơi trung có vẻ hơi tàn phá, địa lý vị trí cũng là thật tốt, tọa lạc tại trong thành thị một nhà tiểu học cổng trường đối diện mặt, lại đi đường vòng trong ngõ nhỏ, mặc dù không phải là sát đường, nhưng là là tuyệt hảo đất lợi, Đầu năm nay kinh tế tình thế không tốt, tốt nhất kiếm chính là giáo dục. Từ Phong lấy một cái thương nhân góc độ phán đoán, nhà này nho nhỏ ủy trị sở lợi nhuận năng lực tuyệt đối không kém. Đã đợi 40 phút, hắn lấy cái di động muốn hỏi một chút đường mật thế nào còn không ra, phía sau một cái xa lạ nữ tính tiếng nói vang lên. Ngươi liền là chúng ta mật mật lão công, ai u, chân nhân so thượng kính còn tốt hơn xem, đẹp mắt không thôi gấp đôi thật sự là cao a khang nhạc nhạc a di lão mẫu thân mỉm cười giống 502 linh giống nhau động lại ở tại trên mặt một trận gió đến cũng thổi không tiêu tan của nàng mỉm cười dừng không được nói thật là đẹp mắt thực xứng chúng ta đường mật cuối cùng là giao tốt chở nói xong nói xong xót xa quay sang lau mặt vừa già mẫu thân từ ái xem hắn ngươi sẽ đối chúng ta đường mật hảo biết không không thể đánh nàng không thể mắng nàng từ phong ngữ ký coi như thân cận giải thích nói a di sẽ không ngài nói này thuộc loại gia bạo phạm trù ta sẽ không đi phạm pháp đúng đúng hiện tại trẻ tuổi mọi người phổ biến biết pháp khang nhạc nhạc a di hiếp mắt cười hơn nữa đường mật như vậy xinh đẹp đáng yêu lão bà ngươi bỏ được đánh nàng mắng nàng ngươi bỏ được sao khang nhạc nhạc a di cầm lấy tay hắn nói a di đem đường mật giao cho ngươi ngươi muốn đối nàng tốt biết không biết biết. Từ phong gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Khang Kiều mở ra cửa sổ liền thấy đến một màn như vậy, đau đầu ở trên gác xếp kêu. Mẹ, ngươi có hoàng không để yên. Chạy nhanh nới ra nhân thủ. Đường mật theo cửa sổ đi xuống trong lại, sáng sớm thứ nhất lũ nắng sớm chiếu vào trên mặt nàng, nàng ánh mắt cong lên đến, sáng rọi đều rơi vào nàng trong mắt, cùng một cái hỏa diễm thải hồng kiều thông thường, hướng từ phong hô to. Ca ca khang kiều đầu lui đi vào chống nạnh xem rơi vào lọ mật đường mật chật chỉnh điều phố đều nghe được bên đường tác cẩu lương là phạm pháp trong xe từ phong cho nàng chụp dây an toàn lạch cạch một tiếng nàng hôm nay mặc màu tím áo lông rộng rãi lên xe đã nói nóng thoát áo khoác ôm vào trong ngực từ phong thuận tay cho nàng quăng sau tòa đi nàng tả hữu động đậy thân thể cổ theo của hắn chớp lên lay động ngăn hắn hướng chỗ sâu nhìn lại liền nhìn đến nàng kiên khẩu lộ ra giữ tận vết sẹo tưởng trách cứ nàng đến trễ lời nói liền nói không nên lời nàng đợi một hồi nhưng là thật tự giác nói ca ca thực xin lỗi nha, ta buổi sáng không biết vì sao khởi không đến hại ngươi ở dưới lầu chờ ta một giờ từ phong bớt giận một điểm ân hắn tưởng nói cho nàng bản thân không đợi quá một người một giờ một phút đồng hồ đều không có lộ trình không xa nhưng có chút tắt xe, xe ở cầu vượt thượng đi một chút ngừng ngừng, nàng ngồi một hồi lại lạnh, đưa tay đi lấy áo khoác, thủ quá ngắn, còn với không tới. Từ phong đau đầu đem nàng thủ đẩy ra rồi, đưa tay đem nàng màu trắng áo khoác linh đi lại, cái trên người nàng, nàng ừ một tiếng, ôm lấy quần áo của nàng, giống đứa nhỏ ôm một cái búp bê. Ngẫn mặt hướng nàng cười. Ca ca, ngươi tối hôm qua không phải nói ngươi không đến sao? Làm sao ngươi còn đến? Từ Phong ngừng xe chờ đèn đỏ, ta đây lần sau không đến rồi. Không được. Đường Mật biểu môi quay đầu đi. Ta đều không biết lộ. Ngươi mưa to thiên ngay cả rừng rậm đều có thể khai ra đi, ngươi hội không biết lộ. Hắn chỉ là phía trước nàng lái xe đưa Từ Ngọc Hằng đi tìm mẹ kia một lần. Đường Mật thấp giọng nói. Lần đó chỉ là vận khí tốt mà thôi. Từ Phong cười nhẹ một tiếng, nghĩ rằng vì sao người này chỉ số thông minh không thấp nói dối năng lực như vậy thấp quả nhiên là cái tiểu thí hài hắn đã đánh mất một cái nằm sấp nằm sấp cẩu cho nàng ôm nàng lập tức giống cái tiểu hài tử giống nhau gắt gao ôm nó ở trong ngực hắn đem đường mật đưa đến cửa nhà đứng ở thanh táo thụ rậm rạp cành lá hạ cửa mở nàng còn tọa ở trong xe không chịu chuyển nửa bước vào đi thôi ta còn muốn về công ty đường mật gật gật đầu chậm rì rì đem nằm sấp nằm sấp cẩu thả về vừa nói. Ca ca, ta còn có hai cái tuần lễ để lại nghỉ đông. Đến lúc đó ta có thể mỗi ngày ở nơi này, ngươi sẽ không cần luôn là tiếp ta đã trở về. Từ phong thật sâu nhìn nàng một cái, thật lâu sau nói. Đường mật, nghỉ đông ta muốn đi công tác. Hắn đưa tay đem của nàng áo lông kéo đến che kín chút, ngươi tốt nhất vẫn là ở tại trường học, thuận tiện. Đường mật vừa động thân thể, áo khoác kiên lĩnh lại đi xuống, hắn nhịn không được nhìn nàng màu tím áo lông hạ màu tím vết sẹo. Như vậy chói mắt, trách ở như vậy bạch trên da. Ngươi đi công tác ta chờ ngươi về nhà không thì tốt rồi. Nghĩ đông trường học không ai, ta sẽ không cơm ăn, ta muốn trở về trụ. Nơi này cũng là của ta da đâu. Đường mật lo di không hề gốc chết. Từ phong. Hắn còn có thể nói cái gì sao? Đường mật thùng 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 vào phòng, da da đang ở tưới hoa, nàng hô một tiếng. Gia Gia, lên thang lầu, Phi Phi ngăn ở lộ khẩu, nhìn thấy là đường mật, miễn cưỡng buông xuống cẩu đầu tiếp tục ngủ. Từ Ngọc Hằng đang ở luyện tập sử dụng xong chương côn, nhìn thấy đường mật đến đây, hắn nói. Đường mật, ngươi nói ta xoái không xoái? Xoái. Có phải là so ca ca xoái? Không có. Đường mật xoay người vào phòng. Từ Ngọc Hằng cầm xong tiệp côn đi theo đường mật vào phòng đường mật ngươi đừng lý ca ca về sau ta trưởng thành cứu vớt địa cầu ta cũng cứu ngươi ta đem ngươi theo ca ca trong phòng cứu ra không cần đường mật một mặt kháng tự vì sao không cần ta có ca 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 là cái bệnh thần kinh a từ ngọc hằng nho nhỏ đầu cùng trống bỏ giường như diêu ta biết ngươi không phải là tự nguyện gả cho ca ca ta liền muốn đem ngươi cứu ra Đường Mật ngồi ở ghế tựa đùa nghịch một chu không thấy Ba Bi. Từ Phong lên lầu, đánh từ Ngọc Hằng cái óc, khí thế bức nhân ngữ khí. Ngươi lại nói lung tung nói ta đem ngươi ra bên ngoài. Từ Ngọc Hằng hừ một tiếng, nhanh chóng đông đưa vũ khí, mau sử dụng xong chương côn đánh chết ca ca. Hắn bị Từ Phong một cước đá đi ra ngoài. Từ Phong vào phòng, lấy tư liệu, đi đến đường Mật phía sau đem áo khoác mũ cho nàng đội chà sát chà sát nàng đầu nói, trời lạnh, lại xoay người đi ra ngoài. Đường mật chạy đến cửa sổ nhìn hắn xe khai ra đi. Thật lâu về sau, đường mật mới trở lại cái bàn tiếp tục xem cao tới cùng ba bi tay trong tay, nàng cảm thấy ba bi hiện tại rất vui vẻ. Liền tính vui vẻ chỉ có hai năm, kia cũng là vui vẻ. Nàng nhịn không được tưởng, hai năm sau, ca ca sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu. Hắn hội một lần nữa kết hôn sao? hắn hội trở nên so hiện tại càng tốt sao? Đường mật xem lá cây loan lỗ bóng cây ở cao tới trên mặt lưu lại chuỗi chuỗi dấu vết, nhìn không được tư tưởng về sau loại loại khả năng. Cái gì đều có khả năng, chỉ có nàng là không có khả năng. Nàng bi quan nghĩ như vậy, trong lòng có chỉ u buồn miêu phát ra một tiếng, ngao ô. Từ phong buổi tối trở về, cấp đường mật mang theo nhất đại gói to xa ngọc quốc, hắn vừa rồi ở trên đường về nhìn đến có người khai xe vận tải ở bán quyết, Liền ngừng xe sưng mấy cân. Lúc này, hắn ngồi ở ánh sáng ấm áp dưới đèn cho nàng bóc vỏ quýt. Hắn bắt một cái nàng mới ăn một cái, hắn hoài nghi nàng không phải không hội bác, nàng chủ yếu là lười, người như vậy lười rốt cuộc là thế nào thi được trạng nguyên. "A, à, ta không muốn thi, ta liền là tùy tiện khảo một chút liền nhiều như vậy phân, ta cũng rất bất đắc dĩ." Đường Mật ăn quýt ngọt ánh mắt hiếp lại đến. Hắn quăng một khối quýt ở trong miệng nàng, cười nhạo ngươi những lời này đừng ở bên ngoài nói. vì sao? ta sợ ngươi bị người đánh. ta mới không sợ bị người đánh, dù sao cũng không phải không bị đánh quá. nàng đánh cái hắc gì? Từ Phong đi đến đóng cửa sổ, đã trở lại hỏi nàng. về phòng trước Lý ngủ được không được? nàng lắc đầu nói không cần, đi qua bế nhất giường sofa bị, ngồi vào Từ Phong bên cạnh, nhìn hắn công tác. Từ Phong ngay tại trong phòng ăn công tác hắn ngay cả cái thư phòng đều không có, trong nhà duy nhất thư phòng cho từ Ngọc Hằng, phía trước hắn luôn luôn tại bản thân trong phòng công tác, hiện tại đường mật cả ngày mặc áo ngủ ở trong phòng đi tới đi lui, hắn chỉ có thể chuyển đến nơi này công tác. Nhà ăn có cái thấp bé ấm áp sạp sạp thước, hướng ngoài cửa sổ vọng chính là bầu trời đêm dưới thanh táo thụ, đường mật ôm chăn ngồi ở hắn cách vách. Hắn đang xem hành chính nhân viên phát cho của hắn viên công tiền lương đang, cần hắn ký tên xác nhận. Nàng nhanh chóng quét vài hàng, tài vụ quản lý 11.158, thiết kế quản lý 11.123. Qua, bọn họ tiền lương hảo cao A. À. Đường mật ánh mắt sáng lên đến, hâm mộ. Từ phong thân mình sau này nhất dựa vào, bất đắc dĩ mở miệng. Đúng vậy, người người so với ta còn giàu có, thao. Ca ca, ngươi cũng tưởng muốn tiền lương sao? Ta cho ngươi đi, ta đem ta một nửa tiền lương cho ngươi đường mật rộng lượng nói. Ngươi có nhiều như vậy? Từ phong lường máy tính liếc mắt một cái. Không có, nhưng là ta hai tháng cộng lại không phải có nhiều như vậy. Sang năm ta bình chức danh sẽ càng nhiều hơn. Từ phong cảm thấy đường mật cái dạng này đặc biệt ngoan. Sang năm liền bình chức danh A. Hắn hỏi. Ân. Cạnh tranh lớn không lớn. Đại. Đường mật nhíu nhíu mày, hàng năm trong viện chỉ có cố định nhân sổ có thể bình thường cần cùng đồng sự cạnh tranh khi ngươi hảo hảo biểu hiện ngươi như vậy từ phong xem mặt nàng thông minh như vậy hắn suy nghĩ thật lâu mới nghĩ tới cái này từ hình dung nàng nào đó trình độ thượng nàng thật là thật thông minh tỉ như nàng tốc tính rất nhanh dễ dàng nhìn ra một cái tiền lương cộng lại sai lầm từ phong khen nàng một câu nàng liền bắt tay nâng lên phần eo xoay đứng lên ở hắn bên người xoay chuyển giống điều xà hắn liếc nhìn nàng một cái nghĩ rằng nàng đây rốt cuộc là cùng ai học tật xấu nàng ở những người khác bên người cũng như vậy xoay hắn cẩn thận rành của nàng động tác nháy mắt nhớ tới nàng này chẳng ra cái gì cả vũ đạo sang năm bình chức danh ngươi còn có thời gian luyện vũ từ phong nói đừng luyện chuyên tâm công tác ta muốn luyện không sẽ ảnh hưởng ca ca đều nói ta thông minh như vậy hắn nhìn nàng một cái, không nghĩ nói chuyện với nàng. Quá một hồi, nàng lại cho hắn vọt cà phê, vào sạp sạp thước, ghé vào trên sàn kiều chân xem hắn uống một ngụm. Hắn uống hoàng, nàng cũng lấy đi qua uống một ngụm. Chính ngươi sẽ không hướng. Từ phong trành nàng. Ta thích này cái cốc. Cầm. Ca ca ngươi đêm nay ngủ trên đất sao? Ân. Ừ. Ta cũng ngủ trên đất. Cho ngươi ngủ, ta ngủ giường. Từ phong nói. Đường mật nguyên bản ghé vào sạp sạp thức trên sàn ngủ, ngủ ngủ liền chuyển đến hắn chân biên. Hắn đem nàng đẩy ra, nàng lát nữa có thể chuyển trở về. Đường mật, hôm nay gặp phải ngươi muội muội, nàng nói, ngày mai cuối tuần mời ngươi cùng ta về nhà một chuyến, nàng có chuyện cùng ngươi nói. Chuyện gì? Chưa nói, nhưng nàng nói là kinh hỷ. Từ phong hững hờ nói, không cẩn thận lại uống một ngụm bị nàng uống qua cà phê. Ca ca, vì sao chính nàng không nói với ta? Không biết. Hôm nay nàng đến đây công ty một chuyến. Thuận tiện nói. Các ngươi thường xuyên gặp mặt sao? Đường mật hỏi. Không có. Vẫn là hững hờ miệng, nhưng chúng ta là đồng học. Đường mật. Nga. Thật là lợi hại Nga, vẫn là đồng học đâu nàng đều không phải của hắn đồng học đêm đã khuya ánh trăng quải ở trên trời nàng ghé vào hắn trên chân lặng lẽ đang ngủ hắn đem nàng theo sạp sạp thức thượng ôm lúc đi ra nghĩ rằng nàng thế nào như vậy giống con mèo hắn đem nàng đặt lên giường cho nàng cái tốt lắm chăng khóe miệng của nàng cong cong hắn đưa tay đem của nàng phát ra đẩy ra rồi hắn đi đến quan phòng cửa sổ xoay người rời đi phòng tiếp tục trở lại trong phòng khách công tác Tác giả. Về chương nhắn lại hồng bao vịt tiếp theo chương đổi mới là ở ngày 25 tháng 12 buổi tối 22 điểm tả hữu ha.